Cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân, Lý Dục Thần. Tập 25. Đèo sau núi không xa, chỉ một lúc đã đến nơi. Lam Điền chỉ vào một bụi cây thấp nói, chính là chỗ này. Lý Dục Thần dùng cần thức quét, lập tức hiểu ra tại sao người bị giản cần ngoài chúng độc dần, còn có một tầng âm tà nhập xương. Vì đây không phải dần bình thường. Đây là một con rắn sắp mở linh chi, thuộc loại nửa dần nửa yêu. Chỉ là Lý Dục Thần hơi không hiểu. Thông thường loài thú đến lúc này, đều trốn trong hang ổ, hoặc là tìm nơi linh khí dồi dào để phát triển. Nơi này vừa không có linh khí dồi dào, cũng không phải nơi cực âm cực hàn, không thích hợp cho loài rắn tu hành, nó đến đây làm gì. Hơn nữa trong mấy ngày, thứ này xuất hiện ở nơi khác nhau, cần thương nhiều người như vậy. Việc này không phù hợp với tập tính của loài yêu, thần thức khóa chặt yêu khí đó, Lý Dục Thần hỏi Lam. Điên, cháu có thể nhìn lấy mùi khí mà con rắn cắn cháu để lại không? Mùi khí, Lam Điền chỉ về phía trước nói, chú đang nói đến thứ màu trắng đó sao? Lý Dục Thần ngạc nhiên, cô bé lại nhìn lấy vật có hình màu trắng, nhưng từ hướng cô bé chỉ, hiển nhiên giống với yêu khí mà anh khóa chặt. Cháu có thể men theo mùi khí này tìm được nó không? Lý Dục Thần hỏi. Lam Điền ngẩng đầu nhìn về phía xa, gật đầu nói, có lẽ là được. Nhưng chú à, cháu hơi sợ. Đừng sợ, có chú ở đây, Lý Dục Thần khích lệ nói. Lam Điền lấy dũng khí, đi về phía trước. Cô bé đi không nhanh, đi một hồi, thì dừng lại xem xét, tìm kiếm dấu vết màu trắng đó trong mắt cô bé. Hướng mà cô bé đi, là cùng một hướng với yêu khí mà Lý Dục Thần khóa chặt. Đi một lúc, đã ra khỏi đèo, xuyên qua con đường nhỏ, đi vào một ngọn núi khác. Lam Điền chỉ về khu rừng bí mật phía trước nói, chính là ở đó. Lý Dục Thần gật đầu. Linh giác của cô bé này không đơn giản, không những nhìn thấy yêu khí mà xà yêu để lại, truy tìm dấu vết, còn có thể cách từ xa đã xác định chân thân xà yêu ở trong khu rừng, chứ không phải đi vào bừa bãi. Đi thôi, chúng ta đi vào. Lý Dục Thần kéo Lam Điền đi vào rừng. Yêu khí dần dày đặc. Lý Dục Thần khóa chặt một cây lớn phía trước. Ánh mắt của Lam Điền cũng nhìn về hướng đó. Đúng lúc này, một bên khác của rừng cây vang lên giọng. Nói, Tiểu Thanh, Tiểu Thanh. Lý Dục Thần khẽ cười, chủ nhân của rắn xuất hiện rồi, vừa khéo. Cùng với giọng nói đến gần, yêu khí trên cây rung động, một cái bóng màu xanh xuyên từ trên cây, với tốc độ cực. Nhanh, bắn về hướng ngược lại với giọng nói, hiển nhiên là đang trốn tránh. Nhưng nó không ngờ bên này cũng có người. Lý Dục Thần đưa tay, ngón tay tóm chặt một con rắn màu xanh bảy tấc. Con rắn này, xanh bích như ngọc, vô cùng hiếm thấy. Có phải con rắn này cần cháu không? Lý Dục Thần hỏi. Lam Điền nói, chính là nó. Tiểu Thanh, Tiểu Thanh. Một cô gái xuyên đến từ một bên khác của rừng cây. Thấy Lý Dục Thần tóm con rắn trong tay, kinh hãi nói, anh là ai? Tại sao muốn bắt Tiểu Thanh? Mau thả ran. Lý Dục Thần rung lách con rắn trong tay nói, con rắn này là của cô nuôi à? Cô gái nói, thế thì làm sao? Mau thả Tiểu Thanh ra. Lý Dục Thần nói, cô nuôi rắn độc, dung túng cho nó chạy khắp nơi, cắn thương mọi người, coi là tội đầu độc đấy, còn cả tội gây mất an toàn nơi công cộng. Tội đầu độc gì chứ? Tội an toàn công cộng gì chứ? Anh nói linh tinh cái gì vậy? Mau thả Tiểu Thanh ra, nếu không đừng trách tôi không khách sáo. Cô cảm thấy tôi sẽ thả nó để nó lại đi làm thương người khác sao? Lý Dục Thần dồn lực vào ngón tay, bóp đứt con rắn, đầu rắn xanh vẹo đi chết tươi. Anh là ai? Rắn của Bách Hoa Cốc chúng tôi nuôi, anh cũng dám giết. Cô gái nói xong, giơ tay bắn hư quang đến. Lý Dục Thần khẽ vung tay, đường hư quang đó bay trở về, đánh ngược lại lên người cô gái. Thì ra là một sợi dây mềm làm từ dây leo. Thông qua ngâm thuốc luyện hóa, đã phần giống pháp khí. Cô gái bị dây đằng của mình đánh trúng, kêu ôi một tiếng, trượt ngã xuống đất. Lý Dục Thần điểm lên mấy huyệt vị của cô ta từ xa, sau đó giơ tay. Dây đằng đó dựng lên như linh xà, quấn lên người cô gái, trói cô ta thật chặt. Lam Điền bên cạnh nhìn mà trố mắt há hốc miệng, chỉ thấy rất thần kỳ. Rốt cuộc anh là ai? Cô gái vừa kinh hãi vừa tức giận. Ai cô không cần biết, cô nói trước cô là ai đi, tại sao thả rắn độc cần người? Ai nói tôi thả rắn cắn người, còn không thừa nhận phải không, mấy hôm nay trấn lâm.
Hoàng đã có mười mấy người bị dần cần, cô còn rảo biện sao? Tôi cũng là nghe nói, mới đến đây tìm. Tiểu Thanh là vật cưng của cốc chủ chúng tôi nuôi dưỡng, ai ngờ mấy hôm trước chạy ra ngoài. Nếu nó cắn thương người khác, Bách Hoa cốc chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm, tại sao anh đánh chết nó? Chịu trách nhiệm, Lý Dục Thần cười lạnh lùng, các người chịu trách nhiệm thế nào? Đợi người ta chết rồi, đến chịu trách nhiệm với người chết hả? Cô gái nhất thời không biết đối đáp thế nào, cúi đầu, bỗng ngẩng đầu cười lạnh lùng, người của phái Âm Sơn các người có lòng dạ Bồ Tát từ lúc nào, bè đầu quan tâm đến sống chết của dân chúng thế. Phái Âm Sơn, Lý Dục Thần khế động trong lòng, sao cô biết tôi là người của phái Âm Sơn? Hừ, Tiểu Thanh của chúng tôi đã có yêu khí, người bình thường đâu thể một chiêu bóp chết nó. Ở nơi này, ngoại trừ phái Âm Sơn, đâu còn có cao thủ như vậy. Trên khuôn mặt cô gái hiện lên vẻ khinh miệt và coi thường, thậm chí trong mắt còn có thù hận. Bà đây rơi vào tay anh, coi như tôi xui xẻo. Anh muốn giết thì giết, tùy anh, kẻ âm độc như các người, sớm muộn cũng gặp báo ứng. Cô nói đúng, phái Âm Sơn sẽ nhanh chóng gặp báo ứng thôi. Nhưng chuyện của các người cũng không thể bỏ qua như vậy. Lý Dục Thần bẻ mấy cành cây, bố trí trận pháp xung quanh cô gái. Sau đó nói với Lam Điền, được rồi, con rắn cản cháu đã chết, chúng ta quay về thôi. Lam Điền chỉ vào cô gái nói, vậy cô ta? Lý Dục Thần cười nói, răn của cô ta nuôi đã cần người, thì phải chịu trừng phạt thích đáng. Lam Điền hiểu mà như không hiểu, theo Lý Dục Thần quay về, lúc đi, còn thỉnh thoảng quay đầu nhìn mấy cái. Lý Dục Thần đưa Lam Điền về nhà, dặn dò nói, được rồi, cháu ở trong nhà, đừng ra ngoài. Lam Điền như có chút không nỡ, hỏi, chú à, chú còn đến nữa không? Lý Dục Thần, đợi chú làm xong việc, sẽ đến thăm cháu. Rồi rời khỏi nhà anh thợ săn, về đến trấn Lâm Hoang. Căn nhà của Diệp Hoàng vẫn còn sáng đèn. Một người áo đen ngồi chính giữa, trên khuôn mặt đầy khí đen âm u. Ông nói, có người muốn đến gây chuyện với phái Âm Sơn. Diệp Hoàng và Diệp Chính Hồng sợ hãi đứng bên cạnh, thưa La Đường Chủ. Chưa chắc chắn có phải đến gây chuyện không, người đó là do Bạch Thạch chân nhân của đạo. Viện Vân Đài giới thiệu, có thư ở đây. Diệp Chính Hồng lấy ra bức thư của Bạch Thạch viết, đưa cho người áo đen. Người áo đen nhận lấy thư, xem qua một lượt, cười lạnh lùng, hừ, đạo Viện Vân Đài. Không biết tự lượng sức mình. Gốc rễ của người đó, các người đã biết rõ chưa? Vẫn chưa, nhưng rất có khả năng là truyền nhân của Mạch Y Thánh, Diệp Hoàng nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tại sao lại nói vậy? Diệp Chính Hồng liền kể lại chuyện ban sáng một lượt, đương nhiên cũng nói ra chuyện viên thuốc. Diệp Hoàng cố nháy mắt, Diệp Chính Hồng chỉ coi như không nhìn thấy. Diệp Hoàng tức đến toát mồ hôi. Thế thuốc đâu? Người áo đen hỏi. Thuốc, tôi đã uống rồi, Diệp Hoàng lắp bắp thừa nhận, tôi chỉ muốn thử độc tính xem thế nào. Thử ra chưa? Người áo đen lạnh lùng hỏi. Thử ra rồi, đúng là linh dược, có hiệu quả gột rửa tim phổi, bổ dương bổ tủy. Hừ, tôi thấy ông còn dám lên cả với heo nái, chắc công hiệu không chỉ vậy phải không? Việc này, nếu thực sự là linh dược của dược tiên môn, bị ông uống mất, thì đúng là phí của trời. Diệp Hoàng sợ đến run rẩy, thuộc hạ biết tội. Thôi, uống thì cũng uống rồi, còn có thể nôn ra chắc. Người áo đen hăm hằm trừng mắt nhìn ông ta một cái. Phái Âm Sơn và Mạch Y Thánh trước nay không qua lại, hắn đến tìm phái Âm Sơn làm gì? Diệp Hoàng thăm dò nói, chẳng phải đại trưởng lão đến Trung Nguyên sao, liệu có phải là đại trưởng lão đã đắc tội với họ không? Người áo đen cười lạnh lùng một cái, nói, đại trưởng lão. Hành sự cẩn trọng, chắc không phải đâu. Hơn nữa, với tác phong của đại trưởng lão, tuyệt đối sẽ không để người khác ìm đến đây, sớm đã giải quyết hậu họa ở Trung Nguyên rồi. Trong lòng Diệp Chính Hồng lại không hoàn toàn đồng ý, đạo môn Trung Nguyên lớn mạnh, chẳng may thực sự chọc vào ai đó, đại trưởng lão cũng chưa chắc là đối thủ. Người áo đen như nhìn thấu tâm tư của ông ta, nói, làm sao, ông không tin lời của tôi. Không không, thuộc hạ không dám, Diệp Chính Hồng vội phủ nhận. Người áo đen cười lạnh lùng nói, các ông chưa từng thấy bản lĩnh của đại trưởng lão có pháp lực cao cường, ngay cả môn chủ cũng phải nhường ba phần. Nếu không, lần này, cũng sẽ không phái đại trưởng lão đến Nam Giang tìm thần khí Giáng Long. Thần khí Giáng Long,
Diệp Hoàng và Diệp Chính Hồng lần đầu tiên nghe thấy, hơi nghi hoặc. Nói với các ông cũng không sao, dù sao các ông cũng sắp được làm đệ tử nội môn rồi, người áo đen nói. Diệp Hoàng và Diệp Chính Hồng vui mừng, đa tạ La Đường chủ đề bạt. Người áo đen gật đầu nói, sau khi bí cảnh đầm hoang mở ra, bản môn vẫn luôn thăm dò tìm con đường bí cảnh mới, khó khăn lắm mới tìm được cách ra vào kết giới, lại không ngờ trong bí cảnh, còn có một con rồng canh giữ. Lần này đại trưởng lão xuống núi, chính là để tìm thần khí Giáng Long. Nghe đồn ở Nam Giang có hai thần khí, một là cung tiền vương năm đó Ngô Việt Vương dùng bắn chết rồng biển tiền đường, còn có một cần câu rồng của Nghiêm Tử Lăng. Chỉ cần lấy được một trong hai thứ, hàng phục cự long đầm hoang, chúng a có thể tiến vào bí cảnh. Đến lúc đó, phái Âm Sơn chắc chắn có thể xưng bá Tây Nam. Phái Âm Sơn chúng ta chẳng phải từng hàng phục rồng sao? Còn cần tìm thần khí khác, Diệp Hoàng không hiểu nói. Người áo đen nói, đó là công lao vĩ đại của lão tổ Ân Sơn chúng ta năm đó. Lão tổ có tu vi đẳng cấp thế nào, chúng ta sao sánh được. Hơn nữa, đó là thuồng luồng, cũng không phải rồng thật. Thuồng luồng và rồng có gì khác nhau? Thuồng luồng là yêu, rồng là rồng, thuồng luồng có thể hóa rồng, nhưng giống như người thành tiên, phải trải qua các kiếp nạn, chỉ có sau khi độ kiếp, mới là chân long. Nói như vậy, bây giờ canh giữ bí cảnh là một con chân long. Mộc Đường chủ gật đầu, nói, theo như Đại Hộ Pháp nói, tuy không phải là thiên long, cũng là chân long. Các ông nghĩ xem, đợi chúng ta hàng phục con rồng này, đừng nói tài phú và báu vật trong bí cảnh, chỉ dựa vào con rồng này, cũng đủ chúng ta uy phong rồi. Đại phái Trung Nguyên, trừ Côn Luân trong truyền thuyết, cho dù là Thục Sơn Thanh Thành Võ Đang, có phái nào có chân long canh núi. Đến lúc đó, ai còn dám coi thường phái Âm Sơn chúng ta? Chúng ta có thể quang minh chính đại hành tẩu giang hồ, không cần trốn chui trốn lủi nữa. Nói xong, Mộc Đường chủ cười lớn ha ha. Diệp Hoàng và Diệp Chính Hồng nghe mà cũng trong lòng sôi sục, nghĩ đến mình sắp được làm đệ tử nội môn, lập tức như vinh quang khắp người, ảo tưởng có một ngày, cưỡi rồng. Du hành thiên hạ, thì sẽ uy phong thế nào? Trong lúc hai người đang ảo tưởng, bỗng nghe bên ngoài vang lên một giọng nói. Mấy người các ông, thật dám nghĩ. Xưng bá Tây Nam, còn chân long canh núi. Ngay cả mấy viên hồi nguyên đan của tôi để lại cho bệnh nhân mà cũng nuốt mất, coi lời tôi là gì hả? Không cần mặt mũi nữa hả? Ai đó, Mộc Đường chủ quát hỏi. Cửa phòng cót két mở ra. Lý Dục Thần chậm rãi đi vào. Là cậu, Diệp Chính Hồng kinh ngạc, sao cậu lại đến đây? Không ngờ tôi lại đến phải không? Lý Dục Thần như người không có chuyện gì, đi vào phòng tự nhiên. Ngồi xuống chiếc ghế bên bàn trà khác ở giữa cách Mộc Đường chủ. Người của đạo viện Vân Đài tin tưởng ông như vậy, Bạch Thạch chân nhân còn nói một đống những lời tốt đẹp về nhà họ Diệp các người trước mặt tôi. Không ngờ, nhà họ Diệp đã sinh ra hai tên con cháu bất hiếu như các người, vô học bất tài, bỏ phí tổ nghiệp cũng thôi đi, còn muốn đoạn tử tuyệt tôn, đúng là cực kỳ bất hiếu. Cậu nói cái gì? Diệp Hoàng tức giận nói, cậu chủ ai đoạn tử tuyệt tôn hả? Lý Dục Thần cười nói, các người gia nhập phái Âm Sơn, chính là con đường chết, hai người chết rồi, chẳng phải nhà họ Diệp tuyệt hậu rồi sao? Nói bậy, Diệp Hoàng nổi giận, có Mộc Đường chủ ở đây, tên nhóc cậu muốn chết phải không? Mộc Đường chủ lạnh lùng nhìn Lý Dục Thần, nhóc con, ai sai khiến cậu tới? Nói rõ ra, tôi thưởng cậu một cát xác nguyên vẹn. Diệp Hoàng nói, Mộc Đường chủ, hà tất ông phải ra tay, giao tên nhóc này cho chúng tôi đi. Diệp Chính Hồng hiểu, bố đang nghĩ đến đan dược của tên nhóc này, còn ông ta cũng muốn có mấy cây châm thần kỳ đó. Nếu để Mộc Đường chủ ra tay, bất luận trên người tên nhóc này có đồ tốt gì, cũng không đến lượt bọn họ. Còn để họ ra tay, khống chế tên nhóc này, những đồ lột được ra, Mộc Đường chủ cũng không tiện lấy đi toàn bộ, ít nhất cũng có thể để cho họ một nửa. Vì vậy, Diệp Chính Hồng cũng nói, đúng thế, Mộc Đường. Chủ, ông là đường chủ ngoại đường phái Âm Sơn. Đối phó nhân vật nhỏ này, đâu cần ông đích thân ra tay, giao cho chúng tôi đi. Mộc Đường chủ gật đầu nói, được, vậy giao cho các người đấy. Diệp Hoàng và Diệp Chính Hồng nháy mắt nhau. Diệp Chính Hồng liền lao về phía Lý Dục Thần trước tiên. Nhà họ Diệp bọn họ, mấy trăm năm trước chuyển đến Trấn Lâm Hoang, đã truyền thừa nhiều đời, đương nhiên là có chút bản lĩnh. Nếu không có bản lĩnh hộ thân, thì không thể sống bên đầm hoang. Diệp Chính Hồng động tác mạnh mẽ nhanh nhẹn, giống như linh miêu, lúc lao lên,
trong tay đã có thêm một con dao găm. Trên con dao lóe lên ánh sáng xanh, hiển nhiên là đã bôi kịch độc. Trong mắt Diệp Chính Hồng lộ ra hung quang, dường như đã nhìn thấy lưỡi dao cắt da thịt, đối thủ phát độc bỏ mạng. Nhưng đúng lúc mũi dao của ông ta sắp chạm đến cổ của đối phương, không biết làm sao, bỗng có một luồng sức mạnh kỳ lạ đẩy ông ta sang ngang. Diệp Chính Hồng hoàn toàn không thể kiểm soát bản thân. Với người bên cạnh thấy, ông ta đang lao về phía Lý Dục Thần, đột nhiên đổi hướng trong không trung. Còn bên cạnh Lý Dục Thần, cách một chiếc bàn, chính là Mộc Đường Chủ. Vậy là, con dao của Diệp Chính Hồng đâm về phía Mộc. Đường Chủ! Muốn chết hả? Mộc Đường Chủ vừa kinh hãi vừa nổi giận, vội vung một trường, đánh chay Diệp Chính Hồng. Cơ thể Diệp Chính Hồng bay đi, phập một tiếng đụng lên tường. Lúc rơi xuống đất, con dao không cẩn thận rạch vào tay của mình. Máu đen chảy ra. Bố ơi, cứu, con. Diệp Chính Hồng kêu thảm một tiếng, sắc mặt đen xì, dáng vẻ đó, còn thảm hơn mấy phần so với người bị dằn cắn đến khám buổi sáng. Đây là độc dược độc môn của nhà họ Diệp, đương nhiên Diệp Hoàng biết độc tính. Vội lấy ra thuốc giải cho Diệp Chính Hồng uống. Mộc Đường Chủ tức giận hỏi, Diệp Chính Hồng, ông làm gì thế hả? Muốn giết tôi hả? Diệp Chính Hồng uống thuốc giải vừa lướt qua vai tử thần, nghe thấy Mộc Đường Chủ quát hỏi, giống như bị sét đánh, cũng bất chấp độc tính chưa được giải hết, nhảy lên nói. Không, không phải, Mộc Đường Chủ, tôi không cố ý. Là cậu ta, ông ta chỉ vào Lý Dục Thần, không biết cậu. Ta dùng yêu pháp gì, tôi không thể kiểm soát bản thân. Mộc Đường Chủ nhìn sang Lý Dục Thần, có chút bán tín bán nghỉ. Vì vừa nãy Lý Dục Thần vốn ngồi yên không động đậy. Nếu ngay cả ông ta cũng không nhìn ra, có nghĩa là thực lực của tên nhóc này hơn cả ông ta. Nhưng ông ta không tin, người thanh niên này lại có thực lực như vậy. Diệp Hoàng, ông lên đi, Mộc Đường Chủ nói. Diệp Hoàng đi về phía Lý Dục Thần hai bước cười âm lạnh, nói, nhóc con, là cậu tự tìm cái chết đấy. Nói xong đột ngột ra tay. Ông ta cũng lấy ra một con dao găm. Nhưng không hùng hổ lao về trước như Diệp Chính Hồng, mà chậm rãi đâm về phía Lý Dục Thần. Đường dao của ông ta vừa không nhanh, vừa không quỷ dị, hơn nữa mũi dao còn đang run lên, dường như ngay cả cầm dao cũng không chắc, bất kỳ ai nhìn cũng đều không tin đao pháp này có thể đâm trúng người. Mộc Đường Chủ cũng phải lắc đầu. Diệp Hoàng lại rất nghiêm túc, vẫn luôn điều chỉnh hướng con dao, còn vung ra đường đao hoa chẳng đẹp. Mắt gì? Đúng lúc toàn bộ sức chú ý của mọi người đều dồn vào con dao của ông ta, một tay khác của ông ta đột nhiên giơ lên. Vung một nắm bột màu trắng về phía Lý Dục Thần. Mộc Đường Chủ mới biết Diệp Hoàng vừa nấy là đang dương đông kích tây, ông ta cũng không nhịn được mắng một câu trong lòng, lão già này thật âm hiểm. Chỗ bột đó hiển nhiên không phải là vôi sống bình thường, từ xa đã có thể ngửi thấy một mùi nhức mũi, chắc chắn là kịch độc. Ông ta ra tay kiểm soát rất tốt. Trong khoảng cách gần như vậy, Mộc Đường Chủ đoán, Lý Dục Thần vốn không tránh được. Nhưng Lý Dục Thần không tránh, chỉ rất tự nhiên vung tay. Một cơn gió cuốn lên, cuốn số bột đó sang bên cạnh. Bên cạnh chính là Mộc Đường Chủ. Mộc Đường Chủ kinh hãi, cũng vội vàng vung tay, ung trưởng mang theo gió. Ông ta tung trưởng rất gấp, trưởng lực lại mạnh, không nhẹ nhàng như gió mây giống Lý Dục Thần, cũng không kiểm soát được phương hướng. Số bột đó bay khắp cả căn phòng. Diệp Hoàng kinh hồn bạt vía, hét lớn, mau tránh đi. Đây là bột hóa huyết. Ông ta vừa hô, vừa chân tay luống cuống, muốn tránh số bột đó. Nhưng vẫn có không ít bột dính lên người ông ta. Những chỗ bị dính bột, làn da lập tức phồng rộp, tràn mủ và lan rộng. Bên đó Diệp Chính Hồng cũng tương tự, trên mặt, trên tay, trên cổ, cũng đều dính bột, làn da như sôi lên. Máu và mủ sen lẫn trào ra. Vì thuốc bột bay khắp nơi, bên phía Mộc Đường Chủ cũng khó tránh được, ông ta chỉ có thể không ngừng vung trưởng phong, không để số bột đó lại gần. Nhưng càng như vậy, gió trong phòng càng nổi lên không ngừng, thuốc bột vẫn bay khắp phòng. Chỉ có Lý Dục Thần ngồi ở đó, bình tĩnh thản nhiên, giống như đang xem kịch. Diệp Hoàng trốn trong góc, nhịn đau, lấy ra thuốc. Bột giải độc từ trong túi, bôi lên người mình. Diệp Chính Hồng đột nhiên xông đến định cướp, bố à, cho con một ít, cho con một ít. Diệp Hoàng một lòng muốn Lý Dục Thần chết, cho, nên nhẫn tâm, tung hết toàn bộ bột hóa huyết trên người ra. Bột hóa huyết trong không trung quá nhiều, có
còn thuốc giải độc chỉ có một hộp nhỏ như chai dâu gió, đâu có đủ cho hai người dùng. Diệp Hoàng xông ra cửa phòng, muốn đến phòng thuốc lấy thuốc. Nhưng không biết làm sao, cửa phòng lại khóa chặt, không mở nổi. Diệp Hoàng bất đắc dĩ, lại xông về, cướp lấy thuốc giải trong tay con trai, bôi lên người mình. Hai bố con ở đó tranh đi cướp lại, con bôi một tí, bố bôi một tí. Diệp Hoàng nổi giận, giơ chân đá bay Diệp Chính Hồng, con trẻ hơn, vẫn chịu được, nhẫn nhịn một chút là được. Khuôn mặt Diệp Chính Hồng càng lúc càng lở loét, cũng không lo nhiều như vậy, vùng nắm đấm đánh ngã bố, cướp lấy thuốc giải. Tiểu tử thối, mày dám đánh tao. Diệp Hoàng tức giận không để đâu cho hết, tiến lên bóp bóp tát Diệp Chính Hồng mấy cái, khuôn mặt vốn đã bắt đầu lở loét, lần này càng lở kinh hơn. Diệp Chính Hồng cũng không tỏ ra yếu thế, hai người liền lao vào đánh nhau. Gió trong phòng dần lắng xuống, cuối cùng bột thuốc không bay khắp nơi nữa. Nhưng Diệp Hoàng và Diệp Chính Hồng đã biến thành hai người máu, khuôn mặt nát đến sập sệ, ngay cả mắt mũi cũng không phân được rõ. Rất nhanh, hai người liền tắt thở, chỉ còn lại hai xác thối nửa lở loét nửa không, và một vũng máu mủ. Ngay cả Mộc Đường chủ của phái Âm Sơn nhìn cũng bất giác cau mày. Mộc Đường chủ nhìn sang Lý Dục Thần, thấy dáng vẻ thản nhiên của Lý Dục Thần, cuối cùng nói, đây tuyệt đối là cao thủ, chẳng trách dám một mình đến Trấn Lâm Hoang, gây chuyện với phái Âm Sơn. Sốt cuộc cậu là ai, ông ta hỏi. Lý Dục Thần ngước mắt, nhìn ông ta một cái, nói, bây giờ là lúc tôi hỏi ông, không đến lượt ông hỏi tôi. Mộc Đường chủ nheo mắt, sắc mặt băng lạnh, nói, đừng tưởng tôi sợ cậu thật. Nếu thực sự ra tay, ai chết trong tay ai vẫn còn chưa biết đâu. Lý Dục Thần lắc đầu, thở dài nói, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Nói xong, giơ tay, cả người Mộc Đường chủ bay lên, đụng vào cửa sổ, rơi xuống sân viện. Lý Dục Thần mới chậm rãi đứng lên, đi ra ngoài phòng. Mộc Đường chủ bị ngã không nhẹ, lúng túng rối loạn, muốn đứng lên, nhưng cơ thể giống như bị đóng chặt tại chỗ, không nhúc nhích nổi. Hai người phụ nữ của nhà họ Diệp nghe thấy tiếng động, chạy ra xem. Nhìn thấy hai người lạ trong sân viện, liền kinh hãi kêu lên. Hai người phụ nữ tưởng là trộm, hét gọi tên Diệp Hoàng và Diệp Chính Hồng, chạy vào phòng, nhìn thấy hai thi thể thối giữa dưới đất, lại la hét một hồi. Nhưng bất luận họ hét thế nào, hàng xóm xung quanh vẫn không có động tĩnh gì. Họ không biết là, tiếng hét của họ vốn không thể truyền ra ngoài, chỉ vang vọng trong sân viện, xung quanh sân viện dường như có một bức tường vô hình, bên ngoài vốn không nghe thấy. Đợi khi hai người phụ nữ bình tĩnh lại, Lý Dục Thần nói, thu dọn đồ đạc đáng tiền, đi đi, đi càng xa càng tốt. Sau khi người phụ nữ ngẩn người, liền chạy về phòng của mình như điên, nhanh chóng thu dọn đồ, sợ hãi đi qua sân viện ra cổng lớn. Lý Dục Thần nhìn tấm biển treo bầu cứu đời, được gieo trên gian chính, nói, nể tình tổ tiên nhà họ Diệp Thích Đức, để lại danh tiếng tốt cho các người. Nói xong, khẽ dậm chân, liền nghe ầm một tiếng. Cả nhà họ Diệp, phòng trước phòng sau, lại thêm tường vây sân viện, và cả nền móng đều sập đổ. Một đường kim quang, cuốn theo Mộc Đường chủ đang dưới đất với vẻ mặt đầy kinh ngạc sợ hãi, bay khỏi đống đổ nát. Đêm nay, Trấn Lâm Hoang xảy ra động đất, nhưng động đất chỉ đánh sập khu nhà của nhà Diệp Đại Phu. Lúc này, trên Trấn Lâm Hoang chỉ còn lại truyền thuyết nhà họ Diệp Khai Hoang và Diệp Thần Y. Mộc Đường chủ được bao bọc trong kim quang, chỉ cảm thấy nhẹ tênh. Giống như bao bọc trong ruột bông trong suốt. Chỉ lúc sau rơi xuống đất, cũng vẫn chóng mặt, không phân được đông tây nam bắc. Đến khi đầu óc tỉnh táo lại, Mộc Đường chủ mới giật mình ớn lạnh. Tuy là buổi tối, sắc đêm mơ hồ, thậm chí bóng núi phía xa rất mờ ảo, nhưng là đường chủ ngoại đường của phái Âm Sơn, ông ta vô cùng hiểu địa hình vùng lâm hoang, chỉ hơi so sánh hướng đi thế núi, đã phán đoán ra mình đang ở đâu. Nơi này cách Trấn Lâm Hoang ít nhất cũng hơn 200 dặm. Cũng có nghĩa là, trong lúc mất hồn vừa nãy, mà đã đến cách hơn 200 dặm. Ban đầu, ông ta còn không tin mình đang bay, còn tưởng là bị thuật pháp nhốt lại. Người tu hành muốn điều khiển đồ bay đi, thì phải có cảnh giới thế nào chứ? Cả phái Âm Sơn, cũng chỉ có trưởng môn miễn cưỡng có thể làm được, ngay cả đạo. Dường lão cũng không biết bay. Nhưng hiện thực nói với ông ta, người thanh niên trước mặt lại biết. Cậu, Mộc Đường chủ rất muốn hỏi anh rốt cuộc là ai, bỗng nhiên cảm thấy hình như mình không có tư cách để hỏi, liền cúi đầu ỉu xìu như quả bóng da xì hơi.
Ông ta biết mình không thoát được, chỉ đành đợi sự phán quyết của số phận. Bắt đầu từ bây giờ, tôi hỏi, ông trả lời, có nửa câu giả dối, tôi có thể cho ông còn thê thảm hơn bố con nhà họ Diệp gấp ngàn lần, Lý Dục Thần nói. Nhớ đến bộ dạng chết thê thảm của bố con nhà họ Diệp, Mộc Đường chủ bất giác run lên. Tôi nói hết, cậu hỏi đi. Lý Dục Thần cười lạnh lùng trong lòng, đối phó loại người này, còn đơn giản hơn đối phó với đám giáo đổ Thái Dương giáo. Thái Dương giáo dùng tín ngưỡng điều khiển lòng người, một khi khuất phục, có nghĩa là tín ngưỡng sụp đổ, sẽ bị nhận định là kẻ phản bội, từ đó kích hoạt bùa chú trong cơ thể, khiến họ tử vong. Cho nên rất khó lấy được thông tin có giá trị từ miệng giáo đổ Thái Dương. Còn môn phái như phái Âm Sơn này dễ hơn nhiều, Mộc Đường chủ bị dọa sợ, lập tức khuất phục. Thiệu Cư ông đang ở đâu? Lý Dục Thần hỏi. Đang trên đường trở về, cụ thể đến đâu cũng không rõ. Nhưng, buổi chiều ông ta đã liên lạc với tôi, trời sáng ngày mai sẽ về đến trấn Lâm Hoang, Mộc Đường chủ nói. Lý Dục Thần gật đầu. Thiệu Cư ông này đi cũng thật nhanh. Xem ra tu vi không thấp, nhưng vẫn chưa đến trình độ biết bay. Ông ta có nói mấy người quay về không? Không nói, nhưng đại trưởng lão còn có hai đệ tử thân truyền, có lẽ sẽ về cùng. À đúng rồi, ông ta nói mới nhận một đệ tử, bảo tôi sắp xếp ngoại đường đón tiếp. Lý Dục Thần suy đoán đệ tử này chính là Nghiêm Cẩn. Thiệu Cư ông có lẽ đã để ý đến thiên phú của Nghiêm Cẩn, hơn nữa cũng chỉ có Nghiêm Cẩn có thể hiểu được công pháp trong cuốn sách Tử Lăng. Anh không tin Nghiêm Cẩn sẽ tình nguyện bái dưới môn hạ Thiệu Cư ông, hoặc là Thiệu Cư ông tự mình viển vông, hoặc là Nghiêm Cẩn vì bảo vệ cả nhà mà giả bộ đồng ý. Nhưng nếu là vậy, anh cũng tạm thời không cần lo lắng cho an nguy của Nghiêm Cẩn. Thiệu Cư ông sẽ dừng chân ở trấn Lâm Hoang ư? Đúng thế, người trên núi xuống núi, hoặc là về núi, đều sẽ nghỉ ở trấn Lâm Hoang một ngày. Sẽ dừng chân ở đâu? Trấn Nam có một cửa hàng thổ sản vùng núi, ở đó là đường khẩu của chúng tôi. Ngày mai đại trưởng lão cũng sẽ nghỉ chân ở đó, ngoại đường chúng tôi sẽ mua sắm một số đồ dùng thường ngày cho đệ tử mới của ông ta, dạy cậu ta một số quy tắc sau khi lên núi. Phái Âm Sơn tổng cộng bao nhiêu người? Trên núi tính cả trưởng môn và trưởng lão tổng cộng có 33 người, dưới núi 26 người. Ngoài ra còn có đệ tử ngoại đường hơn 100 người, những người này đều chưa từng lên Âm Sơn. Bây giờ, dẫn tôi đến điểm dừng chân của các người. Nói xong, Lý Dục Thần cuốn cả Mộc Đường chủ, lại bay về trấn Lâm Hoang. Mộc Đường chủ đưa anh đến cửa hàng thổ sản vùng núi đầu phía nam con phố. Nhân viên phục vụ của cửa hàng mở cửa cho anh. Lúc đi vào nhà, Mộc Đường chủ nháy mắt với nhân viên phục vụ. Lý Dục Thần nhìn thấy, biết ông ta muốn bảo tên nhân viên phục vụ truyền tin vào trong núi. Cũng không vạch trần. Để xem họ diễn kịch thế nào. Nhân viên phục vụ đón họ vào trong nhà, lúc sắp đi ra, Lý Dục Thần vỗ nhẹ lên sau lưng nhân viên, nói. Đường núi không dễ đi, cẩn thận đấy. Nhân viên tỏ vẻ mặt khó hiểu, gật đầu nói, biết rồi, biết rồi. Rồi vội vàng ra đi. Lý Dục Thần nhìn sang Mộc Đường chủ, cười hỏi, trên núi các người đã nối tín hiệu chưa? Trên núi, không có tín hiệu, Mộc Đường chủ thấp thỏm lo sợ nói. Vậy cũng không gọi điện được phải không? Không, không gọi điện được. Vậy ông bảo cậu ta báo tin thế nào? Đi đi về về sao? Mộc Đường chủ sợ đến xanh mặt, vội vàng nói tôi không bảo cậu ta làm gì hết. Sao ồ, nói vậy là nhân viên phục vụ tự cho mình thông minh? Hay là tôi quá ngu xuẩn? Lý Dục Thần hỏi. Không, không không, đều không phải, Mộc Đường chủ run run nói. Vốn dĩ thấy biểu hiện vừa nấy của ông rất tốt. Còn muốn cho ông cơ hội sống, nhưng xem ra bản thân ông không muốn. Lý Dục Thần giơ tay, lòng bàn tay đối thẳng cửa sổ. Cửa sổ không có gió tự mở, hai bóng người từ cửa sổ bay vào, phập phập ngã dưới đất. Thì ra hai người này cũng là nhân viên trong cửa hàng, đều là đệ tử của phái Âm Sơn, tên nhân viên vừa nấy đi báo tin, hai người khác mai phục ngoài cửa sổ nghe họ nói chuyện. Lý Dục Thần lật cổ tay, bàn tay nắm chặt. Dường như nắm vỡ cái gì. Hai người dưới đất, kêu cũng không kịp kêu một tiếng, phụt phụt hai tiếng, hóa thành hai luồng xương máu. Mộc Đường chủ run rẩy, dường như gan của mình cũng bị bóp vỡ, cơ thể mềm nhu ứ, thụt quỳ xuống đất, thịt thịt dập đầu. Xin cậu tha mạng, xin đại gia tha mạng, xin thượng tiên tha mạng.
Lý Dục Thần nói, tôi cho ông thêm một cơ hội, tự đi tìm giấy và bút, viết hết ra những tội ác và những tội lỗi mà trên dưới phái Âm Sơn từng làm. Mỗi một việc ông viết, sẽ cứu mạng ông thêm một chút, viết được càng nhiều, cơ hội được sống càng lớn. Nếu ông không nghĩ ra, hoặc là chỉ có thể viết ra những chuyện nhỏ nhặt, thì ôi cũng chỉ đành. Nói xong anh xòe bàn tay, làm động tác nắm đấm. Mục Đường Chủ sợ đến hồn bay phách lạc, dập đầu. Rồi run rẩy sợ hãi đi tìm giấy bút, bắt đầu viết. Lý Dục Thần cũng không vội, ở một bên nhìn, cũng không thúc giục. Mục Đường Chủ viết viết dừng dừng, dừng rồi lại viết, mất khoảng 2 tiếng, mới viết xong. Cậu, mời cậu xem qua, ông ta run cánh tay, đưa cho Lý Dục Thần. Lý Dục Thần nhận lấy xem, mấy trang giấy chỉ chít chữ, từng dòng, viết rất rõ ràng. Viết hết ra toàn bộ những việc độc ác xấu xa mà phái Âm Sơn từng làm những năm nay. Lý Dục Thần càng xem càng nổi giận, chỉ những gì viết trên giấy, ít nhất liên quan đến mấy trăm mạng người. Trong đó có 2 chuyện khiến người ta căm phẫn nhất. Thứ nhất là, mấy năm trước vì chúc mừng đại thọ của trưởng môn, đã đến vùng khác bắt hơn 100 cô gái xinh đẹp lên núi cho đệ tử hưởng lạc hoang dâm. Những cô gái này cũng đều chết trên núi. Thứ hai là, đại trưởng lão vì tế luyện sinh hồn phiến, đến vùng Kiềm Điền, đã làm lật đổ mấy chiếc xe buýt du lịch, hút hồn phách của những người này vào trong phiến gọi hồn tiến hành tế luyện. Hành động như vậy, người và thần đều căm phẫn. Đó còn chỉ là chuyện một đường chủ nhỏ bé làm ra, so với tội ác của phái Âm Sơn, sợ là chỉ là một góc của tảng băng. Lý Dục Thần nhìn tờ giấy ghi tội ác trong tay, không nhịn được đập bàn, không san bằng Âm Sơn, thì thật tôi uổng công lên thiên đôi. Từ trấn Lâm Hoang về phía nam, toàn bộ là dãy núi mênh mông, chỉ có con đường nhỏ mà các đời thợ săn và người hái thuốc từng đi mới có thể vào núi. Nhân viên của cửa hàng thổ sản vùng núi vội vàng đi trên đường núi tối đen. Tốc độ của hắn nhanh hơn người bình thường mấy lần, nhìn được ra, là người luyện võ, thân thủ nhanh nhẹn. Chẳng trách không hề nao núng trước tiếng sói hú thấp thoáng phía xa. Nhưng, không biết làm sao. Hắn đột nhiên thụp một cái trượt ngã xuống đất, bất động. Trên một núi nhỏ phía không xa, Mục Đường Chủ kinh hồn bạt vía nhìn cảnh này. Ông ta nghĩ đến lúc tên nhân viên rời đi, Lý Dục Thần vỗ lên lưng tên nhân viên. Đi thôi. Mục Đường Chủ nghe thấy giọng của Lý Dục Thần, giật mình ớn lạnh. Sau đó, một luồng kim quang bao bọc lấy ông ta. Cơ thể của ông ta bay lên, dàn sao lấp lánh trên đỉnh đầu. Bóng núi mờ ảo nhanh chóng lùi lại dưới chân. Rất nhanh, họ đã đáp xuống một đỉnh núi. Có phải ngọn núi đó không? Lý Dục Thần chỉ vào một làn tuyết trắng lấp lánh dưới ánh sao phía trước hỏi. Mục Đường Chủ phân biệt kỹ phương hướng một lúc, nói, đúng thế, đó chính là Âm Sơn. Tôi nghe nói có 2 ngọn Âm Sơn, ông chắc chắn là ngọn núi đó chứ? Đúng thế, đó chính là Âm Sơn. Một ngọn núi khác mà cậu nói, có lẽ là Tiểu Âm Sơn phải không? Mục Đường Chủ nói, thực ra Tiểu Âm Sơn trước đây không gọi là Âm Sơn, ở đó có Bách Hoa Cốc, trong Bách Hoa Cốc có một đám phụ nữ, chuyên đối đầu với phái Âm Sơn chúng tôi. Ồ, còn có người đối đầu với phái Âm Sơn các ông vẫn nhịn được. Mấy cô gái đó không dễ chọc vào lắm, Đại Hộ Pháp và Đại Trưởng Lão đều qua đó, nhưng hình như cũng không thể làm gì được hợ. Lý Dục Thần không hỏi nhiều nữa, kẹp lấy Mục Đường Chủ, bay về hướng Âm Sơn. Âm Sơn rất lớn, độ cao so với mặt biển cũng rất cao, suốt năm đỉnh núi tích tuyết không tan. Theo chỉ dẫn của Mục Đường Chủ, Lý Dục Thần tìm được vị trí tông môn của phái Âm Sơn. Là một tông môn truyền thừa lâu đời, đương nhiên có đại trận hộ sơn. Để không đánh rắn động cỏ, để phòng Thiệu Cư Ông nhận được tin tức mà bỏ chạy, anh quyết định về trấn Lâm Hoang trước, giải quyết Thiệu Cư Ông, sau khi cứu Nghiêm Cẩn, rồi tiêu diệt phái Âm Sơn. Vì vậy, anh đưa Mục Đường Chủ về lại cửa hàng thổ sản vùng núi của trấn Lâm Hoang. Ông triệu tập hết đệ tử Âm Sơn dưới núi đến, nói là đại trưởng lão mở tiệc tẩy trần. Sau khi Lý Dục Thần bàn giao xong, tạm thời rời khỏi trốn đi. Mục Đường Chủ cùng Lý Dục Thần bay qua bay lại, chóng mặt hoa mắt, đã không biết mình là ai nữa, cũng không biết mình ở đâu. Cho dù không nhìn thấy Lý Dục Thần, ông ta cũng vẫn làm theo mệnh lệnh của Lý Dục Thần. Sáng sớm, đệ tử Âm Sơn trên trấn Lâm Hoang đều đến đông đủ. Ngoại trừ 3 người đã chết, còn có mấy người ra ngoài làm việc, tổng cộng 19 người. Bọn họ nhiệt tình thân thiết mong ngóng chờ đợi đại trưởng lão đến.
Thực ra lúc này, Mộc Đường chủ có cơ hội truyền tin ra ngoài. Ông ta do dự trong lòng rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định không làm gì cả. Ông ta cảm thấy, khi sự việc vượt qua sự kiểm soát của mình, thay vì mạo hiểm, chỉ bằng thận trọng một chút. Sống chết có số, coi như mò cá đi, ở tuổi này, ai không mò cá chứ? Ông ta không biết rằng chính sự thận trọng của ông ta đã cứu mạng ông ta. Nếu không, bây giờ ông ta đã chết rồi. Khi trời sáng, Thiệu Cư Ông quay về, đi theo bên cạnh ông ta là Nghiêm Cẩn. Họ vào sân viện của cửa hàng thổ sản vùng núi, người bên trong đồng thanh hô lớn, cung nghênh đại trưởng lão về núi. Thiệu Cư Ông đột nhiên nhìn thấy nhiều người như vậy, cảm thấy hơi kỳ lạ, hỏi, sao các người đều ở đây? Mộc Đường chủ nói, đại trưởng lão vất vả rồi, chúng ôi mở tiệc tẩy trần cho ông. Thiệu Cư Ông vốn có tính đa nghỉ liền cảnh giác, nói, mở tiệc tiếp đã thì miễn đi, mấy hôm nay không xảy ra chuyện gì chứ. Mộc Đường chủ nói, thưa đại trưởng lão, không có chuyện gì. Thiệu Cư Ông đột nhiên bóp chặt cổ họng của Mộc Đường chủ, ông đang nói dối. Khuôn mặt Mộc Đường chủ đỏ bừng, giãy giụa nói, không, không có. Hồi lúc tôi vừa đến, nhìn thấy khu nhà của nhà họ Diệp đã sập đổ, là đường chủ ngoại đường, nếu ông không biết, thì đó là thất trách, nếu ông biết mà không nói, thì là có dụng tâm khác. Thiệu Cư Ông bóp thật chặt, Mộc Đường chủ trợn trừng mắt, khuôn mặt thành màu gan heo, không thốt ra lời. Thả ông ta ra, từ bên ngoài vang lên một giọng nói. Cánh cổng của cửa hàng mở ra, một người thanh niên xuất hiện ở cửa. Ánh nắng sáng sớm chiếu vào sân viện, rát lên người thanh niên một lớp ánh sáng màu vàng. Em mờ. Nghiêm Cẩn kích động gọi, anh rể. Thiệu Cư Ông cau mày, hình như nghĩ đến điều gì, kinh ngạc nói, Lý Dục Thân. Lý Dục Thần nhìn Mộc Đường chủ trong tay Thiệu Cư. Ông, nói, tôi đã hứa giữ cái mạng của ông ta, nếu ông giết ông ta, sẽ khiến tôi rất mất mặt. Nói xong, búng ngón tay, một điểm sáng bắn ra, bắn thẳng lên cổ tay của Thiệu Cư Ông. Thiệu Cư Ông vội rụt tay lại, nhưng đã muộn một bước, điểm sáng lướt qua mờ u bàn tay ông ta, rạch ra một đường máu nhỏ. Mộc Đường chủ từ trong tay Thiệu Cư Ông trượt xuống dưới đất. Lý Dục Thần nói với Nghiêm Cẩn, dìu ông ta lại đây. Nghiêm Cẩn đáp một tiếng, liền đi đến dìu Mộc Đường chủ. Thiệu Cư Ông nhìn đường máu trên mờ u bàn tay một cái, không quan tâm đến Nghiêm Cẩn, mà nhìn chằm chằm Lý Dục Thần. Cuối cùng đệ tử Âm Sơn bên cạnh hiểu ra đã xảy ra chuyện gì, quát lớn nói, dám đánh thương đại trưởng lão của chúng tôi, mọi người xông lên đi. Mười mấy người cùng xông lên. Lý Dục Thần đưa tay ra, nắm nhẹ lại. Phụt, bóng người nổ tan, trong phòng chỉ còn lại một làn xương máu. Lý Dục Thần không hề thương tiếc đám đệ tử Âm Sơn này. Anh khẽ vung tay, cuốn theo Mộc Đường chủ và Nghiêm Cẩn ra ngoài phòng, bảo vệ phía sau mình. Thiệu Cư Ông nheo mắt, mặt phủ hàn xương, trên người phát ra sát khí vô cùng vô tận. Cậu đúng là vượt qua dự liệu của tôi, không những tìm được tôi, lại còn đến Trấn Lâm Hoang trước tôi một bước. Tôi thừa nhận, cậu rất có đạo hành. Chẳng trách Ngô Hiền và Ngô Khắc Mẫn đều chết trong tay cậu, ngay. Cả đám đạo sĩ của Long Hổ Sơn cũng không làm gì được cậu. Tiếc là, cậu gặp phải tôi, cuối cùng vẫn là con đường chết. Cậu đã tự nộp mạng, tôi đỡ mất công đi tìm cậu. Nói xong liền giơ gậy ô long. Xương máu khắp phòng bị đầu rồng của cây gậy hút vào, lập tức hút sạch sẽ. Sau đó, một tiếng rồng gầm vang vọng trầm bức vang lên. Một luồng khí đen từ đầu rồng của gậy ô long bay ra, lập tức hóa thành một bóng rồng, lan khắp cả căn phòng. Run! Lúc này tiếng rồng gầm vang lên. Căn phòng lập tức nổ tung. Rồng đen bay lên không trung, xoay tròn trên không. Lý Dục Thần ngẩng đầu nhìn bóng rồng khổng lồ, nói tôi biết rồi, hôm đó tiền đường thủy triều dâng lên, cuốn đi rất nhiều dân chúng vô tội, thì ra là do ông dở. Hừ, thế thì đã làm sao? Bây giờ cậu còn khó giữ mạng, còn muốn đòi công bằng cho đám người chết trên sông đó hả? Thiệu Cư Ông cười lạnh lùng nói. Ông thật đáng chết, Lý Dục Thần lạnh lùng nói. Ha ha ha, tôi đáng chết, vậy cậu đến giết tôi đi. Có lẽ đạo hành của cậu cao hơn tôi, nhưng cậu có thể đánh được một con rồng không? Ha ha ha, Thiệu Cư Ông cười lớn xong, chỉ gậy ô long, rồng đen trên trời gầm một tiếng, trực tiếp lao về phía Lý Dục Thần. Lý Dục Thần vung cả hai tay, toàn bộ 49 cây châm ngũ hành bay hết ra, hóa thành 49 đường kiếm quang, vút lên trời.
Trong tay anh còn giữ một cây châm cuối cùng. Nếu là chân long, đương nhiên tôi kiêng sợ nó ba phần. Nhưng tiếc là của ông chỉ là một con thuồng luồng thôi. Nói xong, liền đưa tay xiên hướng lên trên. 49 đường kim quang bay ra không xông về hướng rồng đen, mà nhanh chóng quay lại, toàn bộ bay về trong tay anh, tập trung với vi kiếm ngũ hành cuối cùng, biến thành một thanh kiếm lớn, thân kiếm bắn ra hào quang ngũ sắc chói mắt. Lý Dục Thần cầm thanh kiếm, giống như thiên thần giáng xuống. Anh vung kiếm chém, một đầu rồng từ trên trời rơi xuống. Âm ầm rơi xuống đất, hóa thành một làn khói đen, biến mất trong ánh ban mai. Làm sao có thể, làm sao có thể, Thiệu Cư ông đúng là không dám tin vào mắt mình. Đầu rồng rơi xuống không lâu, thân rồng cũng là rơi xuống, vẫn còn chưa chạm đất, đã biến thành một làn khói đen, biến mất theo gió. Thiệu Cư ông lùi lại hai bước, gần như đổ xuống, chống mạnh cây gậy xuống đất, phụt một tiếng phun ra máu tươi. Con thuồng luồng đen này, là lão tổ Âm Sơn năm đó hàng phục, phong ấn vào trong gậy ô long, do trưởng lão trong môn kế thừa sử dụng. Mấy chục năm nay, Thiệu Cư ông nuôi dưỡng long hồn, mỗi khi không đủ máu thịt, ông ta còn dùng tỉnh huyết của mình nuôi dưỡng, tâm ý tương thông với long hồn. Bây giờ long hồn vừa chết, tâm hồn của ông ta cũng bị chấn động, ngũ tạng bị thương. Cậu, Thiệu Cư ông chỉ tay về phía Lý Dục Thần, run run hỏi, rốt cuộc cậu là ai? Bây giờ ông mới hỏi, có phải muộn quá rồi không? Lý Dục Thần lạnh lùng nói. Được. Có thể chết trong tay người như cậu, Thiệu Mỗ cũng không uổng đời này. Nhưng cậu cũng phải cho tôi chết rõ ràng, rốt cuộc cậu là ai, tại sao nhằm vào phái Âm Sơn. Thiệu Cư ông chống gậy, cái lưng vốn gù càng khom thấp hơn. Muốn chết rõ ràng, nhưng tôi không muốn cho ông chết rõ ràng đấy, giống như những người chết trong tay ông, có từng được rõ ràng không? Trên người Lý Dục Thần phát ra sát ý mãnh liệt, còn lạnh hơn gió thu, rực cháy hơn ánh mặt trời. Hơn nữa, giết ông như vậy, cũng dễ dàng cho ông quá. Chẳng phải ông rất thích cây gậy này sao? Tôi phong ấn hồn phách của ông vào trong cây gậy này, dùng lửa phần âm, thiêu ông 7749 ngày, rồi vứt cơ thể của ông vào trong đầm hoang, cho ông tận mắt thấy lang sói hổ báo ăn xác của ông. Ông sẽ chịu đủ mọi đau đớn trời phạt, sau 49 ngày, thần hồn của ông, và gậy ô long này hóa thành cho bụi, cả trời đất này sạch sẽ. Toàn thân Thiệu Cư ông run lên. Đôi mắt trống rỗng thâm sâu lóe lên vẻ sợ hãi và tuyệt vọng. Tại sao phải đối xử với tôi như vậy, ông A gào thét. Lý Dục Thần không nói nữa, cất vi kiếm ngũ hành, một tay bấm quyết, miệng niệm thần chú, một tay khác tóm về phía Thiệu Cư ông trên hư không. Hồn phách của Thiệu Cư ông bị bắt đi, ném vào trong gậy ô long. Gậy gậy rung lên, cuối cùng táp một tiếng, rơi xuống đất. Đồng thời còn có thi thể của Thiệu Cư ông ngã xuống theo. Lý Dục Thần quay người nói với Nghiêm Cẩn và Mộc Đường chủ. Đang ngây người như đá phía sau, nhớ kỹ, thiện ác đến cuối cùng sẽ có báo ứng. Người tu hành phải duy trì thiện niệm, lấy thiên tâm là trách nhiệm của mình, lúc nào cũng phải cảnh tỉnh, chớ có làm việc ác, chớ có dung túng dục vọng, nếu không, pháp lực càng cao, thì báo ứng càng nhiều, Thiệu Cư ông chính là kết thúc. Nghiêm Cẩn vội cúi người nói, xin ghi nhớ lời dạy của anh rể. Mộc Đường chủ run rẩy, bỗng hiểu ra, mình vốn là một trong số người đã hóa thành cho bụi trong căn nhà kia, bây giờ vẫn sống đứng ở đây nghe vị thần này dạy bảo, đó là tạo hóa rất lớn. Ông ta cũng vội khom người theo Nghiêm Cẩn, Mộc Niên Phong xin ghi nhớ lời dạy của Thượng Tiên, từ nay thay đổi suy nghĩ, nếu còn làm việc ác, rơi vào 18 tầng địa ngục, mãi mãi không siêu sinh. Lý Dục Thần gật đầu nói, hai người đợi ở đây. Nói xong, kim quang lóe lên, cuốn theo thi thể của Thiệu Cư ông và cây trượng, bay vào đầm hoang. Thi thể của Thiệu Cư ông bị ném vào trong nơi hoang dã không người. Rất nhanh đã thu hút lang sói và một đám động vật ăn thịt tới. Cây gậy được cắm bên cạnh thi thể của ông ta. Cây gậy bùng lên âm hỏa, giống như một cây nến, chậm rãi cháy, gió thổi không tắt, mưa rơi không tắt. Đám động vật gặm nuốt thi thể phía không xa thỉnh thoảng quay đầu, hiếu kỳ nhìn ngọn lửa này, và không biết tiếng kêu thảm thiết cực kỳ đau khổ truyền từ đâu đến. Tiếng kêu thảm âm u từ dữ dội đến hư yếu, cho đến 7749 ngày sau, gỗ cháy hết, tiếng kêu mới dừng lại. Thi thể bên cạnh cũng chỉ còn lại một khung xương, phát ra ánh sáng trắng âm u dưới ánh mặt trời.
chỉ có mấy con côn trùng không rõ là gì đen xỉ xấu xí còn đang bò lên bò xuống trên xương trắng, không chịu rời đi. Sau khi Lý Dục Thần ném thi thể của Thiệu Cư Ông và gậy ô long, liền về trấn Lâm Hoang. Nghiêm Cẩn và Mộc Niên Phong còn đang ngẩn người ở đó. Lý Dục Thần lấy cần câu rồng và cuốn sách Tử Lăng lục soát được từ trên người Thiệu Cư Ông trả cho. Nghiêm Cẩn, căn nhà của cửa hàng thổ sản vùng núi bị hồn của ô long đánh vỡ, lúc này chỉ còn lại giếng trời. Lý Dục Thần quyết định để Nghiêm Cẩn ở lại nhà Lam Điền trước, sau đó mình đến Ân Sơn, tiêu diệt phái Âm Sơn. Anh đang định đưa Nghiêm Cẩn đi, Mộc Niên Phong vội nói cậu. Cậu Lý, tôi làm thế nào? Lý Dục Thần nói, ông là đường chủ ngoại đường phái Âm Sơn, mấy năm nay cũng vớt được không ít lợi ích chứ. Mộc Niên Phong sợ đến quỷ dưới đất đúng, đã tích được chút tiền, tôi đi lấy ngay, mời công tử đếm. Không cần đâu, Lý Dục Thần nói, ông ta thay đổi suy nghĩ, từ nay một lòng hướng thiện, làm thêm chút việc tốt vì dân chúng của trấn Lâm Hoang. Căn nhà của cửa hàng này sập rồi, ông bỏ tiền tu sửa lại, kinh doanh cho tốt. Nếu có tiền dư, xem dân chúng trên trấn có khó khăn gì, thì hết sức tiếp tế, chuộc lại tội lỗi của ông đi. Mộc Niên Phong nói, nơi này là đường khẩu ngoại đường phái Âm Sơn, mấy ngày nữa họ cử người đến kiểm tra thì làm thế nào? Lý Dục Thần nói, sẽ không còn phái Âm Sơn nữa. Nói xong liền đưa Nghiêm Cẩn đi. Toàn thân Mộc Niên Phong run lên, ngây người quỳ trong sân. Sao sáng ngập trời chiếu xuống, trong màn đêm đen sì, anh như nhìn thấy ánh đèn của hàng vạn nhà. Từ nay, trấn Lâm Hoang có thêm một người tốt họ Mộc mở cửa hàng thổ sản vùng núi. Lam Điền về nhà, một mình ngồi trong phòng ngẩn ngơ. Bố mẹ và ông nội đều uống say mềm, lúc này đang ngủ rất ngon, trong nhà vang lên tiếng ngáy của họ. Trong rừng tĩnh mịch thấp thoáng vang lên tiếng kêu của dã thú. Lam Điền nghĩ đến chị đó vẫn còn ở trong rừng. Liệu lúc này có bị thú hoang ăn thịt không? Mặc dù ký ức đau khổ bị dần cắn khiến cô bé sợ hãi, nhưng cô bé vẫn không nhẫn tâm nhìn một người sống sò sờ bị thú hoang ăn thịt. Do dự hồi lâu, cuối cùng Lam Điền quyết định quay lại xem sao. Cô bé vào bếp lấy một nắm cơm nóng mang lên người, lại lấy một ấm nước nhỏ, một con dao chặt vùi, rồi đi ra ngoài. Dựa vào đôi mắt thần kỳ của cô bé, sắc đêm trong núi không thể ngăn bước chân cô bé. Cô bé rất nhanh đã đến nơi mà Lý Dục Thần bóp. Chết con rắn xanh. Cô gái đó ngồi trong rừng cây, ngồi yên bất động. Chị à, chị không sao chứ, Lam Điền đi đến hỏi. Là em à, cô gái dường như không ngờ cô bé lại đến. Cau mày, em đến đây làm gì? Xem chị chết chưa à? Lam Điền nói, em sợ ban đêm sẽ có rắn côn trùng đến cắn chị, ở đây nhiều rắn lắm. Chị đói rồi phải không, em mang cơm nắm cho chị. Lam Điền đưa cơm nắm qua. Cô gái nuốt nước miệng, chê ghét nói, cút đi. Ai cần em mang cơm nắm đến? Biết rõ là chị không động đậy được, em cố ý làm chị thèm, chọc chị tức chết phải không? Lam Điền đưa cơm nắm đến bên miệng cô gái nói, chị à, em bón cho chị nhé, ăn lúc còn nóng đi. Ban đầu cô gái muốn từ chối, có lẽ là đói quá rồi, hương thơm của cơm nắm khiến người ta khó mà nhịn được, liền há miệng ăn. Ăn xong cơm nắm, Lam Điền dùng dao chặt củi chặt cành khô, đốt lửa bên cạnh cô gái. Cô gái cảm thấy ấm hơn nhiều, nói tại sao em phải làm vậy? Lam Điền nói, em nghĩ chị ở đây vừa lạnh vừa đói, chắc chắn rất khó chịu. Trước đây em lạc đường trong núi, cũng vừa lạnh vừa đói, em chỉ muốn khóc, nhưng khóc cũng chẳng ích gì, chỉ sẽ khiến thú hoang chạy. Đến, em thực sự muốn giúp chị, cô gái hỏi. Lam Điền nghiêm túc gật đầu. Trong túi bên trái của chị có cái tiêu em lấy ra thổi đi, cô gái nói. Lam Điền lấy ra một cái tiêu trúc trong túi của cô gái, là cái này à? Huyền đúng thế, là cái này, em thổi đi. Lam Điền do dự một lúc, vẫn ngậm trong miệng, thổi một cái. Cái tiêu phát ra tiếng kêu kỳ lạ, không vang, nhưng rất nhức tai. Như thế này à? Thổi tiếp đi. Lam Điền lại thổi mấy cái. Chỉ lúc sau. Gần đó truyền ra tiếng sột soạt. Lam Điền vừa quay đầu, nhìn thấy trong bụi cỏ có rất nhiều rắn bò ra. Lam Điền sợ giật mình, suýt nữa hét lên. Chị à, ở đó nhiều rắn quá. Cô gái cười lạnh lùng, không nói gì. Rắn bò đến. Lam Điền cầm dao chặt củi, giơ ngang ra, chặn trước người cô gái, nói chị à, em bảo vệ chị. Cô hơi khom người lại,
hai tay nắm chặt dao chặt củi, vẻ mặt chuyên tâm nhìn phía trước. Con dao chặt củi nặng trịch hình thành sự đối lập rõ ràng với cơ thể nhỏ bé của cô bé. Cô gái nhìn bóng lưng của cô bé dập dờn trong đống lửa, cũng phải ngẩn người. Em thật sự muốn bảo vệ chị. Đúng thế, chị à, bây giờ chị không động đậy được, nếu bị rắn cắn, thì chết đấy. Em không sợ bị rắn cắn sao? Sợ chứ, nhưng rắn sẽ không tấn công người tùy tiện, trong tay em có dao chặt củi, ở đây còn có lửa, có thể ngăn giúp chị. Đợi trời sáng, chú Lý sẽ đến thả chị, cho dù em bị rắn cắn, chú Lý cũng sẽ cứu em. Chú Lý đó là ai? Em cũng không biết, chú ấy đã chữa khỏi độc rắn của em, còn cả rất nhiều người trên trấn cũng bị rắn cắn, đều là chú ấy chữa khỏi. Rất nhiều người bị rắn cắn thật sao? Dạ, đúng thế, rất nhiều người. Cô gái trầm tư một lúc, nói với Lam Điền, cô bé, em lại đây, ngồi bên cạnh chị. Lam Điền do dự nói, nhưng, chị à, rắn. Không cần sợ, ngồi lại đây ngồi, chị dạy em thổi thiêu ba. Dọa rắn sợ chạy mất thế nào, giọng điệu của cô gái dịu dàng hơn. Nhìn đàn rắn càng lúc càng gần, Lam Điền cũng sợ, nghe thấy cô gái nói như vậy, liền đi đến, ngồi bên cạnh cô gái, nhưng vẫn nắm chặt con dao chặt củi trong tay. Cô gái nói, em biết không, rắn cũng nghe hiểu ngôn ngữ, chỉ là ngôn ngữ của chúng khác chúng ta. Em thổi thiêu theo cách và nhịp điệu của chị dạy em, thì có thể giao tiếp với rắn. Lam Điền bán tín bán nghi, cảm thấy không thể tin nổi. Nhưng cô bé vẫn chuyên tâm nghe cô gái giải thích về cái thiêu nhỏ này, và thổi theo cách của cô gái dạy. Quả nhiên, đàn rắn nghe thấy tiếng thiêu liền dừng lại. Lam Điền thử rất nhiều tiếng thiêu nhịp điệu khác nhau. Đàn rắn liền hành động theo chỉ huy của tiếng tiêu. Oa, thần kỳ quá, chị à, chị lợi hại quá. Cô gái cười, nói tặng em cái tiêu này, sau này em cũng không cần sợ rắn nữa. Cảm ơn chị, Lam Điền hưng phấn nói, chị à, chị tên là gì? Cô gái cười dịu dàng, nói chị tên là Tạ Hồng Lăng, còn em? Chị Hồng Lăng, em tên là Lam Điền. Lam Điền, đúng là cái tên hay. Lam Điền chơi cây tiêu, thổi ra các tiết tấu khác. Nhau, tiếng tiêu vang lên từng hồi liên tiếp, vang vọng trong rừng núi. Tạ Hồng Lăng bỗng cau mày, nói, đừng thổi nữa. Lam Điền sợ giật mình, sao thế, chị Hồng Lăng, em thổi sai rồi ư? Không, em không thổi sai, nhưng... Cô ta còn vừa nói hết, trong rừng cây bỗng lóe lên ánh đỏ. Lam Điền nhìn thấy một cô gái mặc áo đỏ từ ngọn cây bay xuống. Oa! Đẹp quá, Lam Điền nhìn cô gái áo đỏ kinh ngạc. Kêu lên. Sư tỷ, Tạ Hồng Lăng gọi một tiếng. Cô gái áo đỏ đáp xuống bên cạnh họ, kinh ngạc nói, sư muội, muội sao thế? Tạ Hồng Lăng nói lại sự việc một lượt. Cô gái áo đỏ tức giận nói, em bị tên đàn ông thối đó điểm huyệt. Tạ Hồng Lăng đỏ mặt, sư tỷ, người đó điểm huyệt từ xa, anh ta không động vào muội. Cô gái áo đỏ lạnh lùng hừ một tiếng, hừ. Phụ nữ của Bách Hoa Cốc chúng ta làm sao có thể bị đàn ông động vào, điểm huyệt từ xa cũng không được, phải chặt tay của anh tan. Tạ Hồng Lăng nói, sư tỷ, tỷ đừng nói nhiều như thế vội, mau giải huyệt giúp muội đi. Cô gái áo đỏ tiến lên một bước, đang định ra tay giúp Tạ Hồng Lăng giải huyệt, bỗng mấy hòn đá vụn từ dưới đất bay lên, tấn công về phía cô ta. Lại còn có trận pháp. Cô gái áo đỏ vung tay đánh bay những hòn đá, không dám lại gần, nghiêm mặt quan sát. Đây là trận pháp do Lý Dục Thần tiện tay bày ra, chỉ để ngăn thú hoang đến gần ăn thịt cô ta, cho nên không lợi hại gì. Nhưng trong mắt cô gái áo đỏ, lại vô cùng ảo diệu, nhất thời không thể nhìn thấu. Cô ta tốn hết 2 tiếng mới miễn cưỡng phá được trận pháp. Khó khăn lắm mới đến được bên cạnh Tạ Hồng Lăng, cô ta giơ tay định giải huyệt vị trên người Tạ Hồng Lăng. Nhưng điểm mấy cái liền lại không hề có hiệu quả, ngược lại còn khiến Tạ Hồng Lăng đau đớn hơn. Đây là thủ pháp gì, cô gái áo đỏ kinh ngạc, gần trấn Lâm Hoang sao lại có cao thủ như vậy? Chẳng lẽ là người của phái Âm Sơn? Tạ Hồng Lăng lắc đầu nói, chắc không phải là người của phái Âm Sơn đâu, lần này Tiểu Thanh nhảy ra ngoài, căn thương không ít người, đều là do anh ta chữa khỏi, cô bé Lam Điền này chính là một trong số đó. Từ lúc nào người của phái Âm Sơn đi lo chuyện sống chết của dân chúng trên trấn chứ? Lam Điền nói, chú Lý là người tốt, chị à. Chị không cần lo lắng, đợi trời sáng, chú ấy sẽ đến thả chị. Tạ Hồng Lăng nói, sư tỷ,
hay là đợi đến trời sáng đi. Cô gái áo đỏ nổi giận nói, hừ, người của Bách Hoa. Cốc, từ lúc nào phải dựa vào người khác đến cứu, tỷ sẽ đưa muội về núi, để bà ra tay cứu muội. Tạ Hồng Lăng nói, cũng chỉ đành vậy thôi. Cô gái áo đỏ nhìn Lam Điền bên cạnh một cái, nói, cô bé này căn cốt không tệ, đưa về núi đi. Lam Điền lắc đầu, em không về cùng các chị đâu. Nhóc con, em biết bao nhiêu người muốn đến Bách Hoa Cốc học nghệ không? Em đến Bách Hoa Cốc, học bản lĩnh, tương lai sẽ không ai có thể ức hiếp được y mồ, cô gái áo đỏ nói. Em cũng không đi, Lam Điền kiên quyết nói, em muốn về nhà. Cô gái áo đỏ cười lạnh lùng nói, vậy cũng không do. Em quyết định được. Nói xong liền cuốn tay áo, cuốn cả Tạ Hồng Lăng và Lam Điền lên, bước đi như bay, bay nhảy qua những rừng núi ngọn cây. Lam Điền được bao bọc trong lụa đỏ, không có sức giấy giụa, chỉ nghe thấy tiếng giỏ vù vù bên tai. Tạ Hồng Lăng nói, sư tỷ, nhà cô bé ở ngay gần đây, đưa cô bé về núi, cũng nên nói với người nhà cô bé một tiếng chứ. Cô gái áo đỏ nói, vào Bách Hoa Cốc là đã cách biệt thế tục, chúng ta đều họ Tạ, không hề có liên quan qua lại với người nhà trước đây, nói với không nói có gì khác nhau. Chẳng phải cũng phải đi ư, dứt khoát sạch sẽ, tránh để lại nhớ nhung. Lý Dục Thần đưa theo Nghiêm Gần vào rừng cây, phát hiện trận pháp mà mình bày trí đã bị phá hỏng, còn cô gái đó cũng biến mất. Từ dấu vết dưới đất nhìn ra, không giống như thú hoang làm. Thú hoang thông thường không thể xông phá trận pháp của anh, trừ phu là yêu thú. Dưới đất có một con dao chặt củi, bên cạnh còn có đống cành cây đã cháy hết. Lý Dục Thần nhặt con dao chặt củi lên, đưa theo. Nghiêm Cẩn đến nhà họ Lam. Lam Ba Tử và cụ Nham Sơn còn đang ngủ ngon lành, thím Lam đang chuẩn bị bữa sáng, nhìn thấy Lý. Dục Thần đến, vui vẻ chào hỏi, ôi, cậu Lý, cậu về rồi à? Thím Lam, đây là con dao chặt củi của nhà thím phải không? Thím Lam nhìn một cái nói, đúng thế, làm sao thế? Lam Điền đâu? Chắc ở trong phòng, ấy, tối qua chúng tôi đều uống say quá, cũng không biết nó ngủ ở phòng nào, tôi đi xem. Thím Lam đi vào phòng, nhìn một lượt, cũng gọi cả Lam Ba Tử và cụ Nham Sơn dậy. Cả nhà lo lắng, ôi, con bé này, sáng sớm đã chạy đi đâu rồi? Lý Dục Thần đoán được đã có chuyện gì, nói, mọi người đừng lo lắng, tôi sẽ tìm người về. Sau đó nói với Nghiêm Cẩn, đi thôi, đi gặp đám phụ nữ nuôi rắn đói. Theo như Mộc Niên Phong miêu tả, trong mấy trăm dặm gần trấn Lâm Hoang, chỉ có hai môn phái tu hành, một là phái Âm Sơn, một là Bách Hoa Cốc. Trong Bách Hoa Cốc đều là phụ nữ, phái Âm Sơn đều là đàn ông, theo lý mà nói, giữa hai môn phái có thể chung sống hòa thuận, thậm chí có thể liên kết với nhau. Nhưng trên thực tế, hai bên như nước với lửa, thậm chí có cảm giác như có thâm thù đại hận. Nếu người của hai phái gặp phải nhau, nhất định sẽ đánh nhau, không chết không thôi. Về tổng thể, thực lực của phái Âm Sơn mạnh vượt hơn Bách Hoa Cốc, cho nên phái Âm Sơn thường xuyên đến quấy nhiễu Bách Hoa Cốc, còn Bách Hoa Cốc lại chưa từng đến tông môn Âm Sơn gây chuyện. Nhưng cũng không thể coi thường Bách Hoa Cốc, đặc biệt là những cô gái đó rất giỏi sử dụng rắn sâu trùng độc. Cũng vì vậy, Lý Dục Thần suy đoán, cô gái nuôi rắn chính là người của Bách Hoa Cốc, họ đã đưa Lam Điền đi. Ngoài ra, Bách Hoa Cốc còn rất giỏi trận pháp. Mộc Niên Phong chỉ về chướng khí mù mịt phía trước, nói, nơi đó chính là trận pháp hộ sơn ở lối ra vào của Bách Hoa Cốc. Lý Dục Thần gật đầu, đi về phía trước. Mộc Niên Phong hơi lo lắng, vì những chướng khí đó có độc. Nhưng thấy Lý Dục Thần đi vào trong, ngay cả Nghiêm Cẩn cũng không sợ hãi, ông ta cũng chỉ đành bất chấp đi theo. Lý Dục Thần đi vào trong chướng khí, xung quanh anh hình thành một không gian rộng 2 mét vuông, dường như có một màn bảo vệ, chướng khí không xâm nhập. Bên ngoài màn bảo vệ, chướng khí dày đặc, tầm nhìn không đến 5 mét, hơn nữa vô cùng mơ hồ. Lý Dục Thần đi mấy bước, khế vung tay, nhưng thấy chướng khí tách sang hai bên, xuất hiện một con đường. Dài hẹp vào núi, trăm hoa bên đường nở rộ, bướm ong bay múa giống như mùa xuân. Không khí tươi mới tràn vào. Mộc Niên Phong cảm thấy rất thần kỳ. Ông ta đã từng cùng Đại Hộ Pháp đến đây, cũng vào Bách Hoa Cốc. Ừ chỗ này, nhưng sau khi vào, vẫn luôn phải đi trong sương dày, dựa vào pháp khí của Đại Hộ Pháp không ngừng đuổi sương dày. Sau đó gặp phụ nữ của Bách Hoa Cốc, thì đại chiến một trận trong sương mù, tổn thất không ít đệ tử, cuối cùng trở về tay không.
nhưng Lý Dục Thần chỉ vung nhẹ tay, thì đã phá được chướng khí này. Thì ra bên trong bách hoa cốc thực sự có trăm hoa đua nở, bốn mùa như mùa xuân. Đúng lúc này, một tiếng tiêu kỳ lạ vang lên, âm thanh không lớn, nhưng hơi nhức tai. Sau đó, bốn phía vang lên tiếng sột soạt, Nghiêm Cẩn quay đầu nhìn, liền tê dại ra đầu. Trong các bụi hoa bốn phương tám hướng đột nhiên có rất nhiều rắn côn trùng bò ra. Sau đó, thì nghe thấy giọng nói của một cô gái, các người là ai, to gan dám xông vào bách hoa cốc. Nghiêm Cẩn nhìn về hướng giọng nói, chỉ thấy một cô gái mặc áo xanh bích đứng trong bụi hoa. Điểm chút xanh trong cả vườn hoa, vô cùng nổi bật. Lý Dục Thần N huyệt vị chưa? Cô gái đó của các cô, đã được giải. Cô gái áo xanh ngẩn người, bỗng hiểu ra nói, thì ra chính anh đã điểm huyệt Hồng Lăng sư muội, anh còn dám đến đây. Lý Dục Thần cười nói, tôi không đến giúp cô ta giải huyệt, qua một ngày rưỡi nữa, cô ta sẽ bị tắc nghẽn kinh mạch, sẽ thành tàn phế. Anh, cô gái áo xanh cắn môi, anh thực sự đến giúp cô ấy giải huyệt. Lý Dục Thần nói, nếu cô không tin, thì tôi đi đây. Đợi, đợi đãi. Cô gái áo xanh giơ tay ngăn cản. Sau đó thổi tiêu trúc. Rắn và sâu trùng lại soạt soạt bò về bụi hoa, một lúc là biến mất. Các người đi theo tôi. Cô gái áo xanh đi trước dẫn đường, Lý Dục Thần đi theo cô ta, đi vào trong vườn bách hoa. Khi đi qua vườn hoa, Lý Dục Thần âm thầm gật đầu. Nơi này trông như một vườn hoa, thực chất được. Trông vô cùng có dụng ý, vị trí của mỗi một loại hoa, mỗi một gốc cây, đều là pháp trận kỳ môn. Đi một lúc thì nghe thấy tiếng nước chảy. Nhưng trước mặt vẫn là một biển hoa, đâu có dòng sông nào. Nghiêm Cẩn và Mộc Niên Phong đang cảm thấy kỳ lạ, bỗng thấy cô gái áo xanh đưa tay vuốt nhẹ lên một bụi hoa. Phía trước bảy sắc phân dòng, đột nhiên biển hoa biến mất, xuất hiện một con suối nhỏ và một cây cầu đá bắc qua suối. Trong suối nước chảy róc rách. Cây cổ hai bên cao chọc trời, cảnh tượng hoàn toàn là một thế giới khác so với vừa nấy. Có thấy cô gái áo xanh nói, Bích La sư tỷ, đã xảy ra chuyện gì? Tê cô gái áo đen đứng bên đầu cầu đá, nhìn. Cô gái áo xanh chỉ vào Lý Dục Thần nói, đây chính là người đã điểm huyệt Hồng Lăng sư muội. Cái gì, cô gái áo đen vừa nghe, vẻ mặt lập tức như trùm xương giá, sát ý lóe lên trong mắt, để muội xử lý anh tai. Huyền Nguyệt. Cô gái áo xanh vội vàng ngăn cản, sư muội đừng vội, anh ta nói đến giúp Hồng Lăng giải huyệt. Giải huyệt, cô gái áo đen như không tin, anh ta tốt bụng thế sao? Cô gái áo xanh nói, mặc kệ anh ta có lòng tốt hay không, bà còn chẳng giải được huyệt cho Hồng Lăng, thì để anh ta thử xem. Cô gái áo đen do dự nói, nhưng, nếu anh ta không có lòng tốt. Hừ, vậy thì đừng trách chúng tôi không khách sáo, cô gái áo xanh nói, có bà ở đây. Muội còn sợ anh ta gây sóng gió gì được. Cô gái áo đen gật đầu, nhìn sang Lý Dục Thần, nói các người đi theo tôi. Lý Dục Thần theo cô gái áo đen đi lên cầu đá. Sư muội cẩn thận. Cô gái áo xanh dặn dò một câu, liền quay người về biển hoa bảo vệ cổng. Đi qua cây cầu đá, là một khu rừng cây nguyên thủy, vốn không có đường đi. Nhưng không biết cô gái áo đen chạm vào chỗ nào, cảnh tượng lại thay đổi, xuất hiện một con đường nhỏ. Tận cuối của con đường là một cái đình nghỉ. Qua cái đình nghỉ, cảnh vật rộng rộng rãi thông thoáng, trước mặt là bãi đất rộng lớn, phía trước là đình đài lầu cát, mái hiên cổ kính, lại có một loạt kiến trúc cổ xưa. Phía trước mặt của khu kiến trúc là một cổng chào, bên trên khắc hai chữ lớn, Âm Sơn. Lý Dục Thần nhìn mà ngẩn người, suýt nữa nghĩ mình đi nhầm chỗ, đến tông môn của phái Âm Sơn. Anh nhìn sang Mộc Niên Phong. Mộc Niên Phong cũng thấy rất kỳ lạ. Càng không biết là thế nào, chỉ lắc đầu. Cô gái áo đen nói, các người ở đây đợi một lúc. Nói xong liền đi về phía cổng chào. Một lúc sau, cô ta và mấy cô gái khác cùng đi ra. Những cô gái này ăn mặc gần giống nhau, đều mặc một loại trang phục truyền thống kiểu địa phương đặc biệt, chỉ là màu sắc khác nhau. Người dẫn đầu là một cô gái áo đỏ, vô cùng nổi bật. Cô gái áo đen đi theo bên cạnh cô gái áo đỏ. Chỉ vào Lý Dục Thần nói, Hồng Yên sư tỷ chính là bọn họ. Cô gái áo đỏ nhìn Lý Dục Thần một cái, hỏi, là anh đã điểm huyệt Hồng Lăng sư muội. Lý Dục Thần nói, tôi không biết cô ta tên là gì, nhưng nghe cô nói như vậy, có lẽ là đúng. Cô gái áo đỏ gật đầu nói, được, anh đi theo tôi.
rồi chỉ vào Nghiêm Cẩn và Mộc Niên Phong nói, Bách Hoa Cốc chưa từng tiếp đón đàn ông, cho anh vào. Đã là phá lệ, hai người họ không được vào. Lúc này, một cô gái mặc áo vàng đột nhiên chỉ vào. Mộc Niên Phong lớn tiếng nói, ông ta, tôi biết ông ta là đường chủ ngoại đường phái Âm Sơn. Các cô gái khác đều kinh ngạc. Cô gái áo đen nói, hay lắm, vừa nãy tôi đã nói mấy người này rất kỳ lạ, sợ là lưu manh, cũng chỉ vì Bích La Sư Tỷ Trung Hậu mới để họ vào. Hừ, quả nhiên là người của phái Âm Sơn, cô gái áo đỏ tức giận nói, âm mưu hay lắm. Nhưng các người cũng quá coi thường Bách Hoa Cốc rồi, hôm nay sẽ cho các người có đi mà không có về. Các tỷ muội bày trận. Nói xong, mấy cô gái tự tản ra, bao vây ba người Lý Dục Thần. Lý Dục Thần vừa nhìn vị trí đứng của họ, biết là bầy. Trận pháp bắt đầu. Nhưng nhìn thấy vũ khí trong tay họ, đột nhiên thấy bư ồn cười. Trong tay những cô gái này đều cầm một cây châm thêu hoa. Pháp khí thường dùng nhất hiện nay của Lý Dục Thần chính là châm ngũ hành. Không ngờ, ở đây lại gặp được đồng đạo dùng châm. Đương nhiên, trên người anh không chỉ có pháp khí như châm ngũ hành, chỉ có điêu, đến hiện giờ. Vẫn chưa có người nào có thể ép được anh sử dụng ra. Cô gái áo đen phát động tấn công đầu tiên, nhanh chóng bắn ra châm thêu hoa trong tay, đuôi châm còn nối một sợi dây, có lẽ là dùng để điều khiển châm. Các cô gái khác cũng gần như ra tay cùng lúc. Bảy cây châm thêu hoa hóa thành bảy điểm lưu quang, nối bảy sợi dây, tạo thành một tấm lưới. Lý Dục Thần thầm gật đầu. Thực ra năng lực tấn công của châm này rất bình thường, nhưng trận pháp do bảy người tạo thành rất thú vị. Đặc biệt là phía sau châm còn nối dây, nhưng có thể khiến châm bay qua bay lại, còn có thể chia cắt không gian, kết hợp với bảy người tiến lùi, khiến trận pháp phát huy hiệu quả cao hơn. Những sợi dây này cũng rất đặc biệt, vô cùng bền gạch dưới dai, sau khi truyền chân khí, chẳng khác gì lưỡi dao. Muốn đối phó với một nhóm bảy người như vậy cũng không dễ dàng, ví dụ với năng lực của Nghiêm Cẩn hiện giờ, cơ bản là nộp mạng, nếu Lâm Vân phối hợp với cậu ta. Hai người cùng ra tay, có lẽ còn có thể chống đỡ được mấy hiệp. Nhưng đối với Lý Dục Thần, đây chỉ là chuyện nhỏ. Anh vung tay, toàn bộ bảy cây châm rơi vào trong ai anh, sau đó lắc rung một cái, bảy cô gái liền bị ném ra ngoài. Lý Dục Thần lại khế bắn, bảy cây châm bay ra, bắn vào trong cột trụ đá của cổng trào. Cây châm cắm vào trong đá, chỉ để lại bảy sợi dây nhỏ, treo ở bên ngoài, bay bay theo gió. Bảy cô gái ngã dưới đất, nhếch nhác bò dậy. Y họ tức giận nhìn Lý Dục Thần, nhưng lại không dám tiến lên. Cô gái áo đỏ lớn tiếng nói, các tỉ muội liều mạng quy gạch dưới với anh tai. Các cô gái còn lại đáp một tiếng, liền định xông lên. Bỗng nghe một tiếng quát, dừng tay. Chỉ thấy một lão bà đi ra từ trong cửa chính phía sau cổng trào. Lão bà có mái tóc bạc và khuôn mặt hồng hào, trong ai còn chống một cây nạng đầu rồng cao hơn người. Hai cô gái áo trắng đứng bên cạnh bà ta. Bảy cô gái trước đó nhìn thấy lão bà đi ra, đứng sang một bên, cung kính hô, bà. Lão bà đi lên trước, nhìn Lý Dục Thần một cái, nói với bảy cô gái, nếu người ta muốn giết các cô đã chết lâu rồi. Bèn nói với Lý Dục Thần, vị công tử này, không biết xưng hô thế nào, từ đâu đến. Cô gái áo vàng vội nói, anh ta là người của phái Âm Sơn. Người bên cạnh anh ta chính là đường chủ ngoại đường phái Âm Sơn, tên là Mộc Niên Phong, tôi từng gặp ông ta. Lão bà nhìn sang Lý Dục Thần hỏi, có thật không? Lý Dục Thần nói, trước đây Mộc Niên Phong đúng. Lão bà sầm sắc mặt, nói, hừ, đây là lời gì chứ? Đệ ử tông môn, cũng chẳng phải lưu manh giang hồ. Cậu có đạo pháp cao cường, nhưng nếu là người của phái Âm Sơn, muốn đến lừa gạt ức hiếp phụ nữ yếu đuối chúng tôi. Bộ xương già này của tôi, cậu chưa chắn ăn được đâu. Mộc Niên Phong bên cạnh nói, bà là Tạ bà phải không? Tôi là Mộc Niên Phong, cậu Lý nói đúng, trước đây tôi thực sự là đường chủ ngoại đường phái Âm Sơn, nhưng được cậu Lý điểm hóa, đã cải tà quy chính rồi. Cải tà quy chính? Bà, tuyệt đối đừng tin ông ta. Cô gái áo đen nói, người của phái Âm Sơn trước nay luôn âm hiểm giải hoạt, không việc ác nào không làm, đâu biết cải tà quy chính. Tạ bà nhìn Mộc Niên Phong một cái, lại nhìn sang Nghiêm Cẩn, cuối cùng nhìn sang Lý Dục Thần, hỏi các người làm sao chứng minh. Bảo tôi tin tưởng thế nào? Lý Dục Thần nói, tôi không cần chứng minh gì với bà tin hay không cũng không liên quan đến tôi. Hôm nay tôi đến đây là có ba chuyện.
Ồ, ba chuyện gì? Thứ nhất, các người có một cô gái bị tôi điểm huyệt, tôi đến giải huyệt cho cô ta. Thứ hai, các người bắt đi một cô bé nông thôn, tôi đến đưa cô bé về nhà. Thứ ba, rắn của các người hành hung, cắn thương vô số dân chúng vô tội, tôi đến trừng phạt. To gan, cô gái áo đỏ tức giận nói, trước mặt bà lại dám cổng ngôn như vậy. Tạ bà chống mạnh cây nạng xuống đất, lớn tiếng nói, im miệng. Hồng Yên, cô nói đi, đúng là rắn của chúng ta nuôi đã cắn thương hương dân trên trấn không? Thưa bà, là Tiểu Thanh, không biết làm sao lại chạy ra ngoài. Tôi và mấy sư muội cùng đi tìm, tìm khắp cả rừng núi gần đây cũng không tìm được. Sau đó nghe được tin, nói trấn Lâm Hoang có mấy chục người bị rắn cắn, mới đến đó tìm. Không ngờ, gặp phải anh ta, Tạ Hồng Yên chỉ vào Lý Dục Thần, là anh ta. Đã đánh chết Tiểu Thanh không nói, còn dùng thủ pháp kỳ lạ điểm huyệt Hồng Lăng sư muội. Hừ, lại còn có chuyện này, sao các cô không nói sớm với tôi, Tạ bà trách hỏi. Tạ Hồng Yên cúi đầu nói, chút chuyện nhỏ, không muốn bà lo lắng. Chuyện nhỏ, Tạ bà tức giận nói, căn thương mấy chục người còn là chuyện nhỏ. Tiểu Thanh là bán yêu sắp mở linh chi, người khác không biết độc tính của nó, các cô còn không biết sao. Trên trấn không ai có thể giải độc rắn này. Hiện giờ những người đó thế nào rồi? Việc này, ánh mắt Tạ Hồng Yên lóe lên, tôi vội cứu sư muội về, Tiểu Thanh lại chết, nên không quản nữa. Bốp! Tạ bà tạ tát Hồng Yên một cái. Hồ đồ, cô là đại sư tỷ, nên lấy mình làm gương, Tiểu Thanh chết thì chết, chỉ là một con rắn. Tính mạng mấy chục người trên trấn cô lại không quản, tâm tính bạc bẽo như vậy, đâu phải là tác phong của Bách Hoa Cốc. Tạ Hồng Yên ôm mặt, run run nói bà, Hồng Yên biết sai rồi. Tạ bà nhìn sang Lý Dục Thần nói, vị công tử này, không biết những người đó trên trấn hiện giờ thế nào rồi. Lý Dục Thần nói, hôm qua đến cửa hàng thuốc Bạch Vân khám bệnh, tôi đã chữa khỏi hết rồi. Nhưng hai ngày này chắc sẽ còn có người tái phát. Tạ bà nói với cô gái áo đen, Huyền Nguyệt, cô lập tức mang thuốc giải xuống núi, đến trấn Lâm Hoang, chữa cho hương dân. Tạ Huyền Nguyệt đáp một tiếng, đi lấy đồ rồi xuống núi. Tạ bà khom người với Lý Dục Thần, nói cậu Lý đã cứu dân chúng Lâm Hoang, cũng thay Bách Hoa Cốc. Chúng tôi giảm nhẹ tội lỗi, lão thân cảm ơn cậu. Lý Dục Thần cũng không khách sáo nói, tuy độc rắn của dân chúng đã được giải, nhưng các người vẫn phải chịu trừng phạt. Tạ Hồng Yên tức giận nhìn, nói, họ Lý kia, bà đã hạ mình thấp giọng với anh như vậy, anh còn muốn thế nào? Làm người đừng quá đáng quái. Lý Dục Thần lạnh lùng nói, hừ, nếu không phải các người chưa từng làm chuyện ác ở Lâm Hoang, chỉ riêng chuyện các người nuôi rắn độc, cắn thương mấy chục hương dân, thì tôi có thể san bằng Bách Hoa Cốc. Tạ Hồng Yên nổi giận nói, anh dám. Hồng Yên, câm miệng, Tạ bà quát nói, rồi lại thở dài, nói với Lý Dục Thần, cậu nói có lý, lỗi của chúng tôi phải chịu trách nhiệm. Cậu nói đi, muốn trừng phạt Bách Hoa Cốc chúng tôi thế nào? Lý Dục Thần nói, cửa hàng thuốc Bạch Vân của nhà ệp trấn Lâm Hoang hôm qua đã đổ sập trong động đất, bố con nhà họ Diệp đã chết, việc chữa bệnh cho dân chúng trấn Lâm Hoang là một vấn đề. Động đất, Tạ bà ngạc nhiên, trấn Lâm Hoang động đất, chúng tôi không thể nào không biết, tối qua, tôi không cảm thấy động đất. Động đất nhở, Lý Dục Thần thản nhiên nói. Dân chúng trên trấn thương vong thế nào? Chỉ có cửa hàng thuốc Bạch Vân sập đổ, hai bố con nhà họ Diệp chết. Sao lại vừa khéo như vậy, Tạ bà như hiểu ra điều gì, nhìn sang Lý Dục Thần nói, đời đời nhà họ Diệp hành y, đã cứu tính mạng không ít người, thật đáng tiếc. Lý Dục Thần nói, chính vì họ đời đời hành nghề y, tích đức, tôi mới giữ lại danh tiếng tốt cho họ. Tạ bà gật đầu, trong lòng đã đoán được đã xảy ra chuyện gì, cũng không hỏi nhiều, chỉ khẽ thở dài một tiếng. Cậu Lý, tôi hiểu ý của cậu rồi, cậu muốn bảo chúng tôi đến trấn Lâm Hoang mở y quán. Thay thế nhà họ Diệp, chữa bệnh cho dân chúng. Lý Dục Thần nói, Bách Hoa Cốc các người giỏi dùng độc, chắc chắn cũng giỏi dùng thuốc. Học là để sử dụng, bản lĩnh đầy người dùng để treo bầu cứu đời, cũng còn tốt hơn trốn trong núi trồng hoa nuôi rắn. Tạ bà thở dài nói, cậu có điều không biết, tôi đâu phải không muốn vậy, chỉ là chúng tôi và phái Âm Sơn có thù muôn đời, nếu chúng tôi đến trấn Lâm Hoang mở. Y quán, chỉ sợ chưa đến hai ngày. Đã bị người của phái Âm Sơn giữa biển. Các cô gái của chúng tôi, sợ là cũng rơi vào kết cục chẳng tốt đẹp gì. Phái Âm Sơn sao,
Lý Dục Thần mỉm cười nói, yên âm đi, sau này sẽ không còn phái Âm Sơn nữa. Tạ bà bà kinh ngạc, tại sao cậu Lý lại nói vậy? Làm xong chuyện ở đây, tôi sẽ đi diệt phái Âm Sơn. Lý Dục Thần nói nhẹ tựa lông hồng, đơn giản như nói chuyện chốc nữa tôi sẽ lên trấn ăn bữa cơm vậy. Tạ bà bà đầu tiên là ngẩn người, sau đó, lên mặt lộ ra vẻ thất vọng. Tạ Hồng Yên bên cạnh cười lạnh lùng nói, kẻ ngốc nói mơ. Phái Âm Sơn là nơi thế nào, anh tưởng anh là chân tiên Côn Luân chắc. Nói diệt là diệt hả? Lý Dục Thần nói, cô nói đúng rồi, tôi đến từ Côn Luân. Tạ Hồng Yên trừng mắt nhìn anh, coi thường nói, không biết xấu hổ. Tạ bà bà lắc đầu thở dài nói, cậu Lý, không phải tôi coi thường cậu, thanh niên ghét cái ác như thù, một lòng nhiệt huyết, là chuyện tốt, nhưng cũng phải thực tế chút, những lời ba hoa bốc phét, bớt nói thì hơn. Tôi biết cậu có dị thuật, cao nhân lớn gan, nhưng phái Âm Sơn không phải là môn phái nhỏ bình thường. Nếu cậu không chê phiền, tôi xin nói về lai lịch của phái Âm Sơn cho cậu. Lý Dục Thần không thể hiện gì, nói, tùy bà nói xem. Thái độ của anh khiến các cô gái trẻ bên cạnh vô cùng tức giận, đều quát nói, anh có thái độ gì thế hả, có lòng tốt lại bị cho là lòng lang dạ thú. Bà, đừng nhiều lời với anh ta, để anh ta đến Âm Sơn, tôi muốn xem anh ta lấy gì diệt Âm Sơn. Đúng thế, cuồng đồ như này, tự tìm cái chết, việc gì phải ngăn cản. Tạ bà chống nạng đập mấy cái xuống đất, các cô gái liền im miệng. Tạ bà nhường sang một bên, nói, mời cậu Lý. Tạ Hồng Yên vội nói, bà, Bách Hoa Lầu có lúc nào từng cho đàn ông lạ vào. Tạ bà nói, không cho cậu ta vào, các cô ai giải huyệt cho Hồng Lăng. Tạ Hồng Yên nhất thời không biết nói gì, vẻ mặt không cam tâm, hầm hầm trừng mắt nhìn Lý Dục Thần một cái. Lý Dục Thần mỉm cười, theo tạ bà đi qua cổng chào, đi vào trong sơn trang Bách Hoa. Ở một căn nhà trong đó, Lý Dục Thần nhìn thấy tạ Hồng Lăng bị anh điểm huyệt, còn có Lam Điền. Lam Điền vừa nhìn thấy Lý Dục Thần, vui mừng nhảy lên, gọi chú Lý. Cháu biết ngay chú sẽ đến mà. Lý Dục Thần xoa đầu Lam Điền, nói con bé này, không phải bảo cháu ở nhà đợi sao, sao lại ra ngoài chạy lung tung rồi. Lam Điền lẽ lưỡi nói, cháu sợ chị Hồng Lăng bị rắn cắn. Lý Dục Thần cười nói, người ta là chuyên gia nuôi rắn, đâu thể bị rắn cắn. Nói xong, điểm mấy cái lên người tạ Hồng Lăng. Huyệt đạo của tạ Hồng Lăng được giải, ngồi lên từ trên giường, quỳ xuống trước mặt tạ bà nhận tội, bà, Hồng Lăng không thể trông coi tiểu thanh, ngộ thương dân chúng trên trấn, xin bà trách tội. Tạ bà nói, tôi đã biết chuyện này rồi, cũng may có cậu Lý đã cứu tính mạng dân chúng, nếu không, chúng ta đúng là trăm chết cũng chưa chuộc hết tội. Cậu Lý không giết cô đã là khai ân rồi, cô còn không? Mau cảm ơn cậu Lý đi. Tạ Hồng Lăng khẽ bái lại Lý Dục Thần. Nói cảm ơn cậu Lý. Lý Dục Thần không nhận, nói cảm ơn thì thôi đi, chỉ mong sau này các cô lo tốt cho mình đã. Tạ Hồng Yên phía sau bất mãn càm ràm, hừ, không biết tốt xấu. Mấy trăm đệ tử Bách Hoa Cốc thấy thái độ của Lý Dục Thần, cũng đều tức giận bất bình. Lý Dục Thần tỏ vẻ không có gì. Tạ bà mời Lý Dục Thần sang phòng khách uống trà. Sau đó nói với anh chuyện quá khứ liên quan đến phái Âm Sơn. Tổ sư gia của phái Âm Sơn tên là Âm Vô Cực, tự lấy hiệu là Lão Tổ Âm Sơn. Lúc tạ bà nói đến người này, vẻ mặt coi thường. Hừ, Lão Tổ chó chết, bà ta mắng nói, người sáng lập thực sự của phái Âm Sơn là Tán Tu Côn Luân, Tạ Ngũ Ương. 800 năm trước, Tạ Ngũ Ương chu du thiên hạ, đến vùng Nam Hoang, phát hiện ra bí cảnh đầm hoang, bèn định cư ở Âm Sơn, sáng lập phái Âm Sơn. Âm Vô Cực vốn là đệ tử của ông ta. Vẫn luôn đi theo bên cạnh ông ta, được ông ta vô cùng tin tưởng. Không ngờ đó là một tên lang sói vô lương tâm, nhân lúc Tạ Ngũ Ương bế quan độ kiếp, đã làm hỏng đạo cơ nguyên thần của ông ta. Sau khi Tạ Ngũ Ương qua đời, Âm Vô Cực đã bá chiếm Âm Sơn, tự xưng là Lão Tổ Âm Sơn. Những người đến sau cho rằng phái Âm Sơn là do ông ta sáng lập. Tạ Ngũ Ương có một cô con gái, tên là Tạ Lăng Tiêu, vì báo thù cho bố. Đã đại chiến với Âm Vô Cực 3 ngày 3 đêm. Vốn dĩ tu vi của bà ấy và Âm Vô Cực ngang ngửa nhau, không ngờ Âm Vô Cực không biết học ở đâu ma công, cuối cùng bà ấy thất bại bỏ chạy. Sau đó, bà ấy tìm một ngọn núi khác ở Đâm Hoang, cũng gọi là Âm Sơn, là muốn đối kháng với Âm Vô Cực, để phát huy truyền thống Âm Sơn chân chính.
nhưng dù sao bà ấy cũng chỉ là phụ nữ, đã đấu với âm vô cực cả đời, cuối cùng không thể thành công. Người đời chỉ biết âm sơn nơi mà âm vô cực ở, còn âm sơn của bà ấy ở gọi là tiểu âm sơn. Bất đắc dĩ, bà ấy lập môn phái khác, sáng lập ra Bách Hoa Cốc. Lý Dục Thần không quan tâm đến vướng mắc quá khứ giữa Bách Hoa Cốc và phái âm sơn, có điều lão tổ của phái âm sơn lại là tán tu Côn Luân, cũng vượt ngoài dự liệu của anh. Đúng lúc này, bỗng có người đến báo, bà, không hay rồi. Người của phái âm sơn đánh đến, đã đến cầu nối biển hoa, mấy người Bích La Sư Tỷ và Huyền Nguyệt Sư Tỷ sắp không ngăn được rồi. Cái gì, tạ bà kinh hãi, bao nhiêu người đến? Có mười mấy người, người dẫn đầu là Miêu Nhữ Thần, đại hộ pháp của phái âm sơn. Miêu Nhữ Thần, tạ bà hít một hơi khí lạnh. Tạ Hồng Yên nói, bà, tôi dẫn các tỷ muội xông ra, quyết cho họ không còn một mảnh giáp. Tạ bà lắc đầu nói, Miêu Nhữ Thần là đại hộ pháp của âm sơn, pháp lực cao cường, bây giờ còn có thể dựa vào hoa hải trận bảo vệ. Một khi hoa hải trận bị phá, các cô không ai là đối thủ của ông ta. Trước đây họ đến đều thăm dò là chính, lần này khí thế hừng hực như vậy, xem ra là đến không có ý tốt gì. Tạ Hồng Yên liếc mắt nhìn Lý Dục Thần và Mộc Niên Phong một cái, nói cũng không biết có phải có người đưa vào không. Lý Dục Thần biết họ đang nghi ngờ điều gì, nhưng anh chẳng thèm giải thích, nói tôi đã làm xong việc của tôi, Lam Điền, chúng ta đi thôi. TH, Lam Điền đáp một tiếng. Đi đến bên cạnh Lý Dục Thần. Hừ, quả nhiên là gian tết, Tạ Hồng Yên lạnh lùng cười nói, đầu tiên lừa chúng tôi mở cửa, âm thầm phá hỏng Bách Hoa Trận, rồi dẫn người của phái âm sơn vào. Kẻ bụng dạ khó lường như vậy, bà, tuyệt đối không được thả anh ta. Im miệng, Tạ bà trừng mắt nhìn cô ta một cái, cậu Lý yên tâm, nếu tôi nghi ngờ cậu, thì sẽ không nói với cậu những lời này. Chỉ là bây giờ người của phái âm sơn ở bên ngoài. Cậu ra ngoài không tiện, đợi tôi đi ra giải quyết họ, rồi cậu đi cũng không muộn. Lý Dục Thần nói, không cần đâu, chẳng phải chỉ là mấy tên nhỏ bé của phái âm sơn thôi mà, tôi tiện đường giải quyết luôn. Nói xong, kéo tay của Lam Điền đi ra ngoài, Nghiêm Cẩn và Mộc Niên Phong đi theo phía sau. Tạ bà lo lắng nói, cậu Lý. Nhưng Lý Dục Thần lại không quay đầu. Bà việc gì phải gọi anh ta, cứ để anh ta ra ngoài. Nếu anh ta đánh với người của phái âm sơn thật, cũng coi như chứng minh anh ta nói thật, Tạ Hồng Yên nói. Tạ Hồng Lăng không khỏi lo lắng nói, muội nghe nói Miêu Nhữ Thần là một trong ba cao thủ của phái âm sơn, pháp lực chỉ đứng sau trưởng môn Tông Dụng Thế và đại trưởng lão Thiệu Cư Ông, anh ta ra ngoài như vậy, liệu có nguy hiểm không? Sư muội, muội đã quên anh ta điểm huyệt muội, ném muội trong rừng cây không quản thế nào à? Nếu không phải đến cứu muội, không chừng muội đã bị thú hoang ăn thịt rồi, lại còn nói đỡ cho anh ta, Tạ Hồng Yên bất mãn nói. Tạ bà hơi trầm ngâm, dường như hạ quyết tâm, nói, bất luận thế nào, không được để Miêu Nhữ Thần hoành hành ngang ngược ở cổng Bách Hoa Cốc, càng không thể để ông ta đánh thương cậu Lý, đi, lão thân đích thân đi gặp đại hộ pháp của phái âm sơn. Biển hoa ở lối ra và Bách Hoa Cốc đã bị phá hỏng đến đổ nát, khắp đất đều là hoa tàn cành nát, giữa bông hòa đều là rắn trùng chết. Mấy trăm đệ tử Bách Hoa Cốc đứng lên cầu suối tận cuối biển hoa, trong đó có Bích La, cô gái áo xanh mà Lý Dục Thần vừa vào đã gặp, và Huyền Nguyệt, cô gái áo đen chuẩn bị đưa người đến trấn Lâm Hoang. Cây châm trong tay họ bay loạn, dựa vào trận pháp bố trí đầu cầu, đang đối kháng với đám người dưới cầu. Dưới cầu có mười mấy người, kẻ dẫn đầu là một người cao cao gầy gầy, trên lưng vác một cây kiếm, lạnh lùng nhìn thuộc hạ của mình đấu pháp với các cô gái trên cầu. Lý Dục Thần đứng sau cầu nhìn, thấy trận pháp hai bên cầu suối cũng khá huyền ảo, đúng là huyền môn chính tông, kết hợp với châm trong tay mấy cô gái, cũng có thể chống lại được một lát. Lúc này, Tạ bà cũng dẫn đám người Tạ Hồng Yên đi đến. Tạ bà chống nạng đập dưới đất, ầm một tiếng vang lên, mặt đất chấn rung. Trận đấu trên cầu dừng lại. Tạ Hồng Yên bay lên trên cầu, cùng bày trận với đám người Tạ Bích La, cảnh giác nhìn dưới cầu. Miêu Nhữ Thần, ông lại dám xâm phạm Bách Hoa Cốc, coi bà lão này không tồn tại hả, Tạ bà quát nói. Miêu Nhữ Thần nheo mắt nhìn về phía sau cầu một cái, cười lạnh lùng nói, Tạ bà thực sự coi mình là nhân vật lớn hả? Môn chủ chúng tôi niệm tình Bách Hoa Cốc và âm sơn cùng một mạch, mới rộng lượng khoan hồng, mặc dù các người nhiều lần đối đầu với chúng tôi, cũng không đuổi cùng giết tận các người. Thực sự tưởng chúng tôi sợ các người, không dám san bằng Bách Hoa Cốc này hả?
Tạ bà bà tức giận nói, đừng có ăn to nói lớn, muốn san bằng Bách Hoa Cốc, bảo tông dụng thế tự đến đây. Ha ha ha, Miêu Nhữ Thần cười lớn, nếu môn chủ của chúng tôi ra mặt, bây giờ Bách Hoa Cốc đã là đất trống rồi. Bà bà, tôi không muốn nhiều lời với bà, nói đi, đại trưởng lão của chúng tôi đâu, các người làm gì ông ta rồi? Tạ Hồng Yên nói, tôi khinh, ai quen biết đại trưởng lão của các người, muốn tìm thân thích, thì về nhà mà tìm. Miêu Nhữ Thần tức giận nói, đại trưởng lão đến Trung Nguyên làm việc, sáng sớm hôm nay về đến Trấn Lâm Hoang. Bây giờ, đường khẩu ở Trấn Lâm Hoang của chúng tôi bị hủy, đại trưởng lão và toàn bộ đệ tử ngoại đường Âm Sơn đều mất tích. Ở nơi này, ngoại trừ Bách Hoa Cốc, còn có ai có thể làm chuyện này? Tạ bà bà ngẩn người, cười ha ha nói, Miêu hộ pháp, ông cũng quá coi trọng Bách Hoa Cốc rồi. Nói một cách công tâm, chúng tôi thực sự muốn diệt đường khẩu ở Trấn Lâm Hoang. Của các ông, càng muốn giết Thiệu Cư ông, nhưng tôi tự hỏi, cũng không nắm chắc có thể làm được. Hừ, nếu đường đường chính chính đấu pháp, đương nhiên các người không phải là đối thủ của đại trưởng lão. Đại trưởng lão có thần long hộ thể, thần công đầy người, kinh thiên động địa, khuyết điểm duy nhất, chính là ham mê nữ sắc. Miêu Nhữ Thần nhìn các cô gái tươi non trên cầu với ý xấu xa. Công tâm mà nói, nhan sắc của các nữ đệ tử của Bách Hoa Cốc đều vô cùng xuất chúng. Tạ Hồng Yên tức giận nói, lão già nhà ông, Bách Hoa Cốc chúng tôi mới khinh thường làm những chuyện như thế. Tôi cũng chưa nói chuyện gì, vô đã vội vàng phủ nhận, có tính là không đánh đã khai không? Ông, Tạ Hồng Yên tức đến run lên, châm thêu hoa trong tay lóe. Lên hàn quang, bay về phía Miêu Nhữ Thần. Hồng Yên, dừng tay. Tạ bà bà hét lớn, nhưng đã không kịp. Miêu Nhữ Thần kẹp chặt châm giữa ngón tay, lướt nhẹ. Một luồng lực lớn truyền đến trên dây phía sau cây châm, cơ thể Tạ Hồng Yên lập tức bay lên, giống như một dải hào quang đỏ, bay qua đầu cầu, rơi xuống bên cạnh Miêu Nhữ Thần. Miêu Nhữ Thần vừa đưa tay, tóm chặt cổ họng của Tạ Hồng Yên, cười nói cảm ơn cô đến làm con tin. Tạ Hồng Yên giãy giụa bất lực, tức giận nói, họ Miêu kia, ông thật âm hiểm. Miêu Nhữ Thần hét lớn với Tạ bà, lão thái bà, chúng ta một người đổi một người, thế nào? Bà thả đại trưởng lão của chúng tôi ra, tôi sẽ thả cô gái này. Nếu không, tôi sẽ đưa cô ta về Âm Sơn. Âm Sơn chúng tôi đều là đàn ông tráng kiện chưa từng thấy phụ nữ. Đến lúc đó sẽ xảy ra chuyện gì, tôi không dám bảo đảm đâu. Bị ổi, vô liêm sỉ, Tạ Hồng Yên mắng chửi. Tạ bà cùng lo lắng. Vốn dĩ bà ta không sợ Miêu Nhữ Thần lắm, nơi này là Bách Hoa Cốc, có trận pháp hộ sơn hỗ trợ, bà ta tự tin chỉ cần không phải tông dụng thế đến. Vẫn có thể chiến một trận với Miêu Nhữ Thần. Nhưng bây giờ Tạ Hồng Yên ở trong tay ông ta, ném chuột sợ vỡ đồ, rất khó xử. Chẳng may ông ta đưa Tạ Hồng Yên đến Âm Sơn thật, thì đó là dê vào miệng hổ, hậu quả nghĩ cũng biết. Đại trưởng lão của các người thực sự không ở chỗ tôi cũng chưa từng gặp ông ta, Tạ bà nói. Hừ, quỷ mới tin lời của bà không giao người, hôm nay. Tôi không những phải san bằng Bách Hoa Cốc. Còn phải đưa toàn bộ đám phụ nữ các người đến Âm Sơn, cho các huynh đệ tận hưởng sung sướng. Miêu Nhữ Thần hầm hầm nói. Lý Dục Thần lách đầu, dắt tay của Lam Điền, chậm rãi bước lên cầu. Cây cầu nhỏ hẹp, mấy cô gái đứng ở đó vốn đã rất chật rồi, anh vừa mới lên, lập tức vướng chân. Này, sao anh lại lên đây, mau lui xuống, chớ làm hỏng trận pháp, Bích La nói. Lý Dục Thần vẫn không dừng chân, đã vượt qua bọn họ. Đứng phía trước nhất đầu cầu. Đám người Bích La và Huyền Nguyệt lại không có sức ngăn cản, thậm chí ngay cả anh đi đến thế nào cũng không biết. Lý Dục Thần nhìn Miêu Nhữ Thần nói, ông đang tìm Thiệu Cư ông phải không? Vừa nãy Miêu Nhữ Thần đã nhìn thấy Lý Dục Thần, thấy kỳ lạ tại sao trong Bách Hoa Cốc lại có đàn ông, nhưng cũng không để tâm. Cậu là ai? Không cần biết tôi là ai, tôi nói với ông vậy, Thiệu Cư ông đã chết rồi, do tôi giết. Cậu giết ông ta, Miêu Nhữ Thần ngẩn người, không thể nào. Đại trưởng lão có pháp lực cao cường, càng có thần long hộ thể, không ai có thể giết ông ta. Nhóc thối, đừng tỏ vẻ anh hùng, ra mặt thay đám phụ nữ này, hậu quả rất thảm đấy. Lý Dục Thần hơi bực mình nói, mấy người các ông, đúng là rất ồn ào, nói rồi mà ông không tin. Nhưng tin hay không cũng không quan trọng, dù sao kết cục của ông cũng giống ông ta. Nói xong anh giơ tay. Một đường kiếm quang bay ra từ trong bàn tay, soạt một cái bản nhanh đi, xuyên qua lồng ngực của Miêu Nhữ Thần.
Kiếm quang từ từ quay đầu, về trong tay Lý Dục Thần, biến thành một cây châm nhỏ. Miêu Nhữ Thần trừng to đôi mắt, không thể tin nổi nhìn Lý Dục Thần, đưa tay chỉ vào anh cậu. Cậu là... Còn chưa nói hết, người đã ầm ầm đổ xuống. Tạ bà sợ hãi nhìn Lý Dục Thần, nhìn thấy châm trong. Tay anh, kinh hãi nói cậu, làm sao cậu biết châm pháp ngư ương của nhà họ Tạ? Lý Dục Thần cười nói, đừng vừa nhìn thấy châm, thì nói là châm pháp của nhà họ Tạ bà. Tạ bà ngạc nhiên, nhưng, thủ pháp châm hóa kiếm này, chẳng phải là cảnh giới cao nhất của châm pháp ngũ ương sao? Còn cả châm trong tay cậu. Tạ bà muốn nói lại ngừng. Lúc này, người của Miêu Nhữ Thần đưa đến nhìn thấy Miêu Nhữ Thần chết đột ngột, chân tay hoảng loạn, cướp thi thể của Miêu Nhữ Thần định bỏ chạy. Lý Dục Thần cười lạnh lùng một tiếng, đối với phái Âm Sơn, anh cũng chẳng có chút lòng trách ẩn thương xót, đưa tay ra, nhãm thẳng vào đám người hoảng loạn phía trước, bỗng nắm bàn tay. Những người này liền ầm ầm nổ tung, giữa biển hoa, chỉ còn lại một làn xương máu màu đỏ. Một lúc sau, đã tiêu tan theo gió. Tạ Hồng Yên đứng ở đó, nhìn quanh ngơ ngác, mất hồn như nằm mơ. Gió mát thổi đến, mang theo hương thơm thanh mát của hoa. Nếu không phải hoa tàn cành nát, còn có rắn trùng chết khắp đất, nói với các cô gái bách hoa gốc, vừa nấy nơi này thực sự đã xảy ra cuộc chiến thảm liệt, thì họ thực sự cho rằng mình bị ảo giác. Lúc này, Lý Dục Thần đã dắt tay Lam Điền, men theo con đường nhỏ ở biển hoa đi thật xa. Nhìn bóng lưng của Lý Dục Thần biến mất trong biển hoa, Tạ Hồng Lăng lập tức định thần lại từ trong chấn kinh. Bà, rốt cuộc cậu Lý này là ai? Cánh tay của Tạ bà cầm cây nạng đầu rồng run lên, lồng ngực phập phồng, có vẻ rất kích động. Vừa nấy các cô nhìn thấy chưa, cậu ta cũng dùng châm. Đúng thế, là một cây châm. Khi Tạ Hồng Yên bị Miêu Nhữ Thần tóm, đối diện với Lý Dục Thần, nhìn rất rõ ràng. Trong lòng cô ta cũng vô cùng chấn hãi. Dùng châm hóa kiếm, một kiếm giết chết Miêu Nhữ Thần, không ngờ anh ta lợi hại như vậy. Người ta dùng châm, chúng ta cũng dùng châm. Nhưng khoảnh cách lại lớn như vậy, Tạ Bích La nói. Vừa nãy tôi thấy cậu Lý ra tay, thủ pháp của cậu ta vô cùng giống với châm pháp ngũ ương, châm trong tay cậu ta, cũng hơi giống châm ngũ ương, Tạ bà trầm ngâm nói, châm pháp ngũ ương mà tổ sư gia truyền lại không toàn diện, nếu không bách hoa cốc cũng sẽ không bị phái Âm Sơn chèn ép. Vị Lý công tử này, có lẽ có cùng nguồn gốc với tổ sư gia chúng ta. Bà nói là, Tạ Hồng Yên kinh ngạc nói. Tạ bà chống mạnh nặng, nói, mau, chúng ta mau đuổi theo. Bà, đuổi theo làm gì, mời anh ta quay lại sao? Vừa nãy cậu ta nói muốn tiêu diệt phái Âm Sơn, tôi phải đi ngăn cản cậu ta. Tại sao phải ngăn cản? Anh ta có thể một kiếm giết chết Miêu Nhữ Thần, nói không chừng có thể tiêu diệt Âm Sơn thật, đó chẳng phải là điều chúng ta mong mà còn không được sao? Hồ đồ, Tạ bà tức giận nói, Miêu Nhữ Thần là đại hộ pháp của Âm Sơn không sai. Nhưng ở Âm Sơn, cùng lắm ông ta xếp thứ ba, bên trên còn có Thiệu Cư Ông và Tông Dụng Thế, đặc biệt là Tông Dụng Thế, mấy năm trước đã gần đến Tiên Thiên. Lại thêm đại trận hộ Sơn mà lão tổ Âm Sơn để lại, cậu Lý có mạnh, cũng làm sao có thể một mình tiêu diệt Âm Sơn. Nói xong, Tạ bà sải bước lớn đi ra khỏi bách hoa. Cốc, chỉ là ngoài cốc không một bóng người, đâu còn có bóng hình của Lý Dục Thần. Bà, họ đi rồi, làm thế nào? Hồng Yên, triệu tập tất cả đệ tử, cùng tôi đến Âm Sơn, Tạ bà nói, không thể để cậu Lý một mình rơi vào nguy hiểm, tôi liều cái mạng già này, cũng phải đi giúp cậu ta một tay. Vâng, bà bài. Tạ Hồng Yên đáp một tiếng, đi triệu tập tất cả đệ của Bách Hoa Cốc. Một đoàn phụ nữ, dưới sự dẫn dắt của Tạ bà, hào hùng hiên ngang đến núi Âm Sơn. Âm Sơn rất cao, cao đến gần như cả ngọn núi đều trong mây. Âm Sơn rất lạnh. Đỉnh núi phủ tuyết trắng xóa, giống như một người khổng lồ trong đầm hoang đội một cái mũ trắng. Âm Sơn không có đường, dựa gần núi, núi biến mất, trước mắt chỉ có xương trắng mờ mờ. Lý Dục Thần dắt tay Lam Điền, ngẩng đầu nhìn lên. Anh nheo mắt, ánh mắt dường như xuyên thấu xương mờ dày đặc, xuyên thấu mây dày nặng. Lam Điền, cháu nhìn thấy gì, anh hỏi. Lam Điền lắc đầu, Lý Dục Thần nói, nhìn kỹ lại xem. Lam Điền học theo dáng vẻ của anh, ngẩng đầu nhìn lên trên. Cô bé nhìn trong xương đen có thứ gì đó màu trắng, trong mây trắng có thứ gì đó màu đen, giống như u linh. Chú à, trên núi có mao, cô bé nói.
Lý Dục Thần cười nói, đó không phải là ma, đó là đại trận hộ sơn của phái Âm Sơn. Đại trận hộ sơn là gì? Chính là dùng một vài cách đặc biệt bày một tòa trận pháp, để bảo vệ ngọn núi này. Lam Điền hiểu như không hiểu, ngây người nhìn về phía trước. Nghiêm Cẩn đứng phía sau họ vô cùng ngưỡng mộ. Ở trước mặt Lam Điền tuổi còn nhỏ và chưa từng tiếp xúc với tu hành, Nghiêm Cẩn tự có cảm giác mình là lão tiền bối trong tu hành, nhưng Lam Điền lại nhìn ra, còn trong mắt tiền bối như cậu ta, ngoại trừ sương mờ, vân là sương mờ, đâu có hồn ma tuần tra hộ sơn gì. Mộc Niên Phong ở bên khác càng kinh ngạc hơn, ông ta từng là đường chủ ngoại đường của phái Âm Sơn, thường xuyên ra vào Âm Sơn, lại không biết Âm Sơn còn có đại trận hộ sơn. Ông ta bỗng nghe thấy Lý Dục Thần hỏi, cháu có sợ không? Lời này có lẽ là hỏi Lam Điền. Nhưng không biết tại sao, Mộc Niên Phong bỗng ớn lạnh, toàn thân nổi da gà. Ông ta phát hiện, mình đúng là rất sợ hãi. Thực ra lúc này, ông ta có rất nhiều lựa chọn. Ví dụ ông ta có thể giúp Lý Dục Thần gõ cửa Âm Sơn, ông ta không biết đại trận hộ sơn có tác dụng gì, nhưng làm như vậy, khả năng lớn có thể tránh đại trận hộ sơn phát huy tác dụng. Ông ta có thể dùng cách mà chỉ có đệ tử Âm Sơn biết, truyền tin tức có địch đến xâm phạm lên núi. Tuy có rủi ro lớn, nhưng một khi thành công, sau khi ông ta trở về Âm Sơn, chắc chắn sẽ được trưởng môn khen ngợi. Đại trưởng lão và đại hộ pháp đều đã chết, có nghĩa là sẽ khuyết hai vị trí rất quan trọng. Đương nhiên, ông ta cũng có thể không làm gì hết, lặng lẽ quan sát diễn biến. Trong lòng Mộc Niên Phong vụt lên nỗi do dự, nhưng cuối cùng, ông ta vẫn hạ quyết tâm. Một phần là vì cái chết của Thiệu Cư Ông và Miêu Nhữ Thần khiến ông ta chấn hãi, quan trọng hơn là, khi Lý Dục Thần ép ông ta viết ra tội trạng của phái Âm Sơn, trong lòng ông ta thực sự nổi lên cảm giác tội ác, và vô cùng ghê tởm bản thân mình trước đây. Mỗi một người làm việc ác, mỗi một lần làm việc ác, đều sẽ có gánh nặng, chỉ có điều con người sẽ chôn sâu cảm giác gánh nặng đó vào trong lòng, người càng ác, giấu càng sâu. Mộc Niên Phong từng nghĩ rằng mình là người lòng dạ sắt đá, nhưng không ngờ chỉ mới đào nhẹ lên trong lòng, thì đã hoàn toàn sụp đổ. Ông ta không kiên cường và vững vàng như mình tưởng tượng. Cậu Lý, đệ tử phái Âm Sơn lên núi có khẩu lệnh đặc biệt, để tôi đi gõ cổng núi, Mộc Niên Phong nói. Lý Dục Thần nhìn ông ta một cái, ông không sợ sao? Nếu tôi không đánh lại được trưởng môn của các ông, chắc ông biết kết cục của ông rồi. Mộc Niên Phong ưỡn ngực, cảm khái nói, nếu có thể làm người lại từ đầu, tại sao lại không chứ? Cùng lắm là chết, chết rồi cũng chỉ biến thành ma thôi, cũng tốt hơn là sống người không ra người, quỷ không ra quỷ. Lý Dục Thần gật đầu, tốt, cũng coi như tôi không nhìn nhầm ông. Lúc này, phía sau vang lên giọng nói, cậu Lý, đợi một chút. Tạ bà dẫn các cô gái của Bách Hoa Gốc chạy đến. Cậu Lý, Bách Hoa Gốc và phái Âm Sơn đã đấu mấy trăm năm, hôm nay cậu muốn diệt Âm Sơn, làm sao có thể thiếu chúng tôi? Tôi sẽ hiến cái mạng già này, tình nguyện chiến đấu cùng cậu Lý. Các nữ đệ tử Tạ Hồng Yên, Tạ Hồng Lăng, Tạ Huyền Nguyệt, Tạ Bích La phía sau bà ta cũng đồng thanh nói. Đệ tử Bách Hoa Cốc, nguyện cùng cậu Lý lên núi. Lý Dục Thần cũng không cảm ơn, nói, đã đến rồi thì xem đi vậy. Tạ bà nói, cậu Lý, tuy tôi và các cô gái này không đủ đạo hành, nhưng ít nhiều cũng có thể giúp chút sức. Lực, trương môn Âm Sơn Tông dụng thế, mấy năm trước đã đến ngưỡng cửa tiên thiên, tu vi vô cùng khủng bố. Cậu Lý chỉ cần chuyên tâm đối phó Tông dụng thế. Những kẻ khác, giao cho chúng tôi. Lý Dục Thần thản nhiên nói, không cần đâu. Tạ bà ngẩn người. Tạ Hồng Yên tức giận nói, con người anh, chúng tôi có lòng tốt đến giúp anh, sao anh lại không biết tốt xấu như vậy? Tạ bà quát nói, Hồng Yên, không được vô lễ. Lại nói với Lý Dục Thần, cậu Lý xin đừng trách, Hồng Yên không có ác ý. Lý Dục Thần tỏ vẻ mặt không có gì, cũng không nhìn một cái, chỉ dắt tay Lam Điền đi về phía trước. Tạ bà thở dài nói, giúp người là giúp mình, chốc nữa đánh nhau, chúng ta cứ xông lên, phải giảm bớt áp lực cho cậu Lý, để cậu ta dễ đối phó với Tông dụng thế. Hừ, chỉ sợ người ta không cần thôi, Tạ Hồng Yên nổi nóng trong lòng, trừng mắt trắng, nhìn bóng dáng Lý Dục Thần, cảm giảm nói. Lý Dục Thần đi không nhanh lắm. Phía trước là chướng khí càng lúc càng dày đặc, xung quanh đều là gió âm gào thét. Độ ẩm trong không khí bỗng tăng lên. Còn nhiệt độ lại giảm xuống băng lạnh. Lam Điền nhìn thấy rõ ràng bóng người méo mó rong xương xám,
còn có từng khuôn mặt người lúc ẩn lúc hiện. Nếu không phải cầm tay Lý Dục Thần, cô bé chắc chắn sẽ cảm thấy sợ hãi. Sự ấm áp từ trên tay truyền đến làm tiêu tan ý lạnh xung quanh. Nỗi sợ dâng lên trong lòng, cũng được tiêu tan trong gió xuân giống như hoa tuyết ngày đông. Họ cùng đi lên một tảng đá nham khổng lồ. Đi về phía trước nữa đã hoàn toàn không có đường, chướng khí đen sì như ban đêm. Gió âm gào thét, dường như có vô số oán hồn đang khóc lóc. Lý Dục Thần dừng lại. Mộc Niên Phong tiến lên một bước, nói tôi đi gõ cổng núi. Lý Dục Thần nói, không cần đâu, ở luôn đây đi. Ở đây luôn, Mộc Niên Phong thấy kỳ lạ nói, không lên núi sao? Ai nói tôi muốn lên núi, Lý Dục Thần cười nói. Không lên núi làm sao? Mộc Niên Phong muốn nói, không lên núi là sao diệt được phái Âm Sơn. Nhưng lời đến bên miệng lại thu lại, ông ta thở nhẹ nhõm, mặc dù ông ta quyết tâm làm người từ đầu, từ đó giải phóng linh hồn của mình, hoàn toàn đào lên lương tri và đáy lòng đã chôn sâu, nhưng muốn ông ta phản bội sư môn, ông ta cũng phải đau khổ vật lộn và gánh nặng tâm lý không nhỏ. Ông ta tưởng rằng Lý Dục Thần đã thay đổi suy nghĩ. Vậy thì không lên núi nữa. Tạ Hồng Yên không nhịn được nói, hừ, còn tưởng lợi hại lắm cơ. Vừa nấy chẳng phải bốc phét nói muốn san bằng Âm Sơn sao, thì ra chỉ là nói khoác. Hồng Yên, Tạ bà quay đầu trừng mắt một cái, cô còn nhiều lời, thì về với bức tường bách hoa cốc đi. Trong lòng Tạ Hồng Yên không phục, lại không dám nói gì. Tạ bà khẽ thở dài. Tuy bà ta không cảm thấy chuyến này nắm chắc phần thắng, nhưng bà ta vẫn muốn tin tưởng Lý Dục Thần có thể đánh thắng Tông Dụng Thế. Chỉ cần có thể giữ chân Tông Dụng Thế, Thiệu Cư Ông và Miêu Nhữ Thần đều chết rồi, Tạ bà không sợ gì hết, đợi tiêu diệt hết các đệ tử Âm Sơn khác, rồi liên thủ với Lý Dục Thần, giết chết Tông Dụng Thế. Đây là hy vọng có khả năng đoạt về Âm Sơn nhất mấy trăm nay của Bách Hoa Cốc. Nhưng Lý Dục Thần lại không đi nữa. Tạ bà làm sao không thất vọng được đây? Lý Dục Thần quay đầu nhìn bà ta một cái, nói Tạ Ngũ Ương truyền châm pháp Ngũ Ương cho các người, có từng nói đến lai lịch của châm pháp Ngũ Ương không? Tạ bà ngẩn người, không biết tại sao Lý Dục Thần lại hỏi việc này, lắc đầu nói, không cớ. Lý Dục Thần nói, tôi từng nghe nói đến Tạ Ngũ Ương. Côn Luân có rất nhiều tán tu, người có cái tên có thể để lại ấn tượng trong đầu tôi, có lẽ tu vi không kém, không biết tại sao lại đánh mất cả động phủ tu hành. Châm pháp Ngũ Ương, có lẽ bắt nguồn từ, Mặc Tử Trầm, Trung Ngũ Hành Ký, Mặc Gia giỏi kiếm, đặc biệt là vi kiếm, thích hợp dùng ám sát. Thuật pháp ngũ hành vi kiếm, là do Mặc Tử sáng tạo ra. Gái gì, Tạ bà kinh ngạc. Những lời Lý Dục Thần vừa nói, có quá nhiều thông tin. Đạo pháp ngũ ương bắt nguồn từ, Mặc Tử Trầm, Trung Ngũ Hành Ký, nói như vậy, Bách Hoa gốc lại là duyên nhân Mặc Gia. Nghe giọng điệu của Lý Dục Thần, lại biết rất nhiên tán tu Côn Luân. Thậm chí dường như quen biết vậy, vậy cậu ta là ai? Tạ bà định thần lại từ trong chấn kinh, bỗng nghe. Lý Dục Thần lại nói. Thuật pháp ngũ hành vi kiếm là lấy kiếm khí hóa ngũ hành sinh khắc, biến hóa vô cùng, kiếm khí vừa ra, biến thành kiếm trận. Lại vì nó quá nhỏ, có thể tàng hình, vì vậy thần long thấy đầu không thấy đuôi. Tôi chỉ thể hiện một lượt, các người nhìn cho kỹ. Nói xong. Liên tục bắn ra châm ngũ hành trong tay, 49 cây châm, hóa thành 49 đường kiếm quang, đâm phá chướng khí dày đặc. Những chỗ kiếm quang bay qua, chướng khí dường như được ánh mặt trời nóng rực thiêu cháy, sôi sục, cuồn cuộn dâng trào, hóa thành khí trong veo rồi biến mất. Để lại 49 đường kiếm trong suốt trong không trung, dường như 49 đường thắt lưng. Thủy tỉnh trong suốt vờn quanh giữa núi tràn ngập khí xương. Những người có mặt đều ngẩn người. Đặc biệt là các cô gái của Bách Hoa Cốc. Họ cũng dùng châm, nhưng so với châm của Lý Dục Thần, lại khác biệt như súng cao su của trẻ con với đạn ên lửa trên chiến trường. Kiếm quang vờn quanh giữa núi bay múa lên xuống, 49 đường kiếm quang, trông có vẻ như không có trật tự, thực tế lại sắp đặt rất thú vị. Kẻ nào dám xông vào Âm Sơn, trên núi truyền đến tiếng quát, trong rừng cây rậm rạp, có rất nhiều hào quang đủ màu sắc bay ra. Đối phó với kiếm khí của Lý Dục Thần phóng ra. Tuy nhiên, những hào quang đó vừa đụng vào kiếm quang ngũ hành, lập tức vỡ vụn, giống như pháo hoa. Từng đợt pháo hoa liên tiếp, còn náo nhiệt hơn đón năm mới. Lam Điền nhìn mà sỉ mê,
Trước nay cô bé chưa từng thấy cảnh đẹp như vậy. Các nữ đệ tử của Bách Hoa Cốc cũng gần giống như Lam Điền, đâu có cô gái nào không thích cái đẹp chứ. Chỉ có sắc mặt Tạ bà nghiêm trọng, nhìn chằm chằm kiếm quang trong không trung, cảm nhận sức mạnh kiếm khí xé rách không gian, quan sát mối quan hệ ngũ hành giữa từng đường kiếm, nhớ đến lời của Lý Dục Thần. Ngũ hành sinh khắc, kiếm xuất thành trận. Đây mới là châm pháp ngũ ương, không, là kiếm pháp ngũ hành. Tạ bà kích động, không dám lơ là, chỉ sợ lỡ mất một chi tiết nhỏ nào đó. Bà ta biết, Lý Dục Thần nói chỉ thể hiện một lần, thì chắc chắn chỉ có một lần. Cũng không có phái âm sơn thứ hai cho anh cơ hội thể hiện nữa rồi. Kiếm quang càng lúc càng nhanh, càng lúc càng dày đặc. Khói lửa trên núi càng lúc càng ít, khí xương cũng gần bị loại bỏ hết, khắp núi đều là không khí tươi mới trong lành, phóng mắt nhìn, một vùng trong vắt, có thể. Nhìn thấy tuyết trắng trên đỉnh núi. Đúng lúc này, một đường ánh sáng đen trên núi nhanh chóng bay lên, một giọng nói âm u vang lên. Cuồng đồ to gan, dám xâm phạm âm sơn, chịu chết đi. Là Tông Dụng Thết, Tạ bà kinh hãi kêu lên. Lý Dục Thần hô một tiếng, đến hay lắm. Rồi anh ném cây châm cuối cùng trong tay ra. Châm hóa thành kiếm quang, bay thẳng về hướng ánh sáng đen dâng lên trên núi. Cùng với đường kiếm quang này bay lên, kiếm quang khác trên núi cũng bắt đầu tập trung về phía nó, vừa lại gần, đã nhập vào trong, dường như bị hút vào vậy. 49 đường kiếm quang hội tụ, hợp thành một thanh kiếm khổng lồ, phóng ra hào quang chói mắt. Kiếm khổng lồ và ánh sáng đen đụng vào nhau. Khí thế không giảm, mang theo ánh sáng đen tiếp tục bay xiên xuống phía dưới, đâm mạnh vào trong núi. Âm sơn rộng lớn rung lên vì nó. Đỉnh núi truyền đến tiếng ầm ầm. Không hay rồi, Tạ bà kinh hãi nói, sắp có tuyết lở rồi, mau chạy đi. Bà ta vừa dứt lời, thân núi lại rung lên. Kiếm khổng lồ xuyên núi bay ra, sông vút lên trời, lại phân ra thành 50 đường kiếm quang trong không trung. Một đường kiếm trong đó nhanh chóng về đến trong tay Lý Dục Thần, hóa thành kim quang, bao bọc tất cả mọi người đưa họ bay lên. Mọi người chỉ cảm thấy nhẹ tênh, mềm mềm, giống như ngồi trên đám mây. Trong chớp mắt, đáp xuống một ngọn núi khác gần đó. Đứng trên đỉnh núi, có thể nhìn rõ toàn diện âm sơn không có sương dày bao phủ. Tiếng ầm ầm càng lúc càng lớn, tuyết trên âm sơn bắt đầu sạt xuống, giống như thác nước, trút xuống dưới núi. 49 đường kim quang đó lại vút trên trời, đâm phá bầu trời, kết thành một kiếm trận ngũ mang. Trong không trung cao cao, kiếm quang xiên lệch ra từ trong kiếm trận, kiếm vũ rơi xuống không ngừng, che phủ cả âm sơn. Mọi người đều nhìn mà ngẩn người. Tạ bà vô cùng kích động. Cửu thiên khuấy ma khí, kiếm vũ rửa âm sơn. Đây là thủ đoạn tiên nhân chân chính. Trên trấn lâm hoang cách mấy trăm dặm, mọi người kinh ngạc nhìn về hướng tây nam. Mặc dù mặt trời rực rỡ chiếu trên cao, vẫn có thể nhìn thấy, ở đó đang có từng ngôi sao sáng rơi xuống. Nhiều năm sau, trấn lâm hoang vẫn lưu truyền truyền thuyết ngôi sao rơi ban ngày. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 25.